Xin thính giả của truyện ngôn tình HE, hôm nay thì Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Giận dỗi kết hôn, ngốc nghếch kiểu thê của tôi. Phần kết. Tác giả Kim Huyên. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Một tháng sau khi truyền đến hai tiếng đập cửa, trợ thủ đắc lực của Khấu Đạt, Trần Thừa Khải đẩy cửa mà vào. Lão bản, đây là tư liệu ngài muốn. Vất vả cho cậu. Khấu Đạt tiếp nhận tư liệu rồi nói. Đây chính là việc tôi nên làm mà. Khấu Đạt gật đầu, cúi đầu lật xem để bắt tay vào làm việc. Đột nhiên phát hiện Trần Thừa Khải vẫn đứng tại chỗ, giống như có chuyện muốn nói. Còn chuyện gì sao? Anh ngẩng đầu lên hỏi. Có một việc tôi không biết có nên hỏi hay không. Trần Thừa Khải có một chút do dự. Chuyện gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tối hôm qua tôi gặp lão bà nương. Khấu Đạt đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ở nơi nào? Trần Thừa Khải có điểm bị dọa đến. Ở chợ đêm. Làm sao lại ở chợ đêm? Cô ấy có nhìn thấy cậu không? Cuối cùng nói chuyện với cậu không? Bộ dáng cô ấy thoạt nhìn thế nào? Cậu có biết cô ấy hiện tại nghỉ ngơi ở đâu không? Liên tiếp kích động hỏi làm cho Trần Thừa Khải có chút ngạc nhiên giật mình. Anh vẫn nghĩ rằng lão bản đối với lão bản nương không có tình cảm, cho nên lúc trước mới có thể để ra ngoài trộm dao với bạn gái, muốn gặp ở bên ngoài, nhưng kết quả dường như không phải như vậy. Sau khi lão bản nương rời đi, lão bản không chỉ cứ gọi anh đi thí nghiệm bạn gái, khi đối phương lựa chọn tiền thì bình tĩnh trả tiền xong việc, sau đó cứ như vậy mỗi ngày chuyên chú vào làm việc, cảm giác tuyệt đối không chịu ảnh hưởng, nhưng không ngờ phản ứng hiện tại lại kịch liệt như thế. Chỉ có thể nói thế giới cảm quan của lão bản thật đúng là làm người ta khó có thể nắm lấy. Lão bản nương không có nhìn thấy tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau. Anh trả lời, chỉ thấy lão bản trong nháy mắt, cả người đều nản lòng buông xuống. Bất quá lão bản nương công tác ở đâu, tôi đã xác định. Anh nhanh chóng bổ sung, công tác ở đâu? Khấu Đạt chỉ chớp mắt lại khôi phục tinh thần. Ngay tại quán ăn vặt chợ đêm. Cô ấy công tác ở quán ăn vặt chợ đêm? Vâng ạ. Khấu Đạt đột nhiên không nói gì mà chống đỡ. Hôm nay buổi tối cậu có rảnh không? Có thể mang tôi đi tới đó. Anh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi. Có thể. Trần Thừa Khải lập tức gật đầu. Cảm ơn. Anh lắc đầu, tôi đi ra ngoài đây. Khấu Đạt trầm mặc vuốt cằm, Trần Thừa Khải liền im lặng xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, văn phòng khôi phục sự yên tĩnh lúc trước. Khấu Đạt cũng không còn tâm tình mà công tác. Cô sao lại công tác ở quán ăn vặt chợ đêm? Muốn công tác đến mấy giờ? Hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền? Cô... Vì sao cô không chịu cùng anh liên lạc? Hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc, không lưu lại bất kỳ một tin tức nào. Số điện thoại di động thay đổi, ngay cả đối với người nhà cũng không chịu lộ ra chỗ ở và hành tung của chính mình. Rõ ràng là đang trốn anh. Cô thật sự tuyệt tình như vậy, thật sự không muốn cho anh một cơ hội hay sao? Không, anh tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy. Tuyệt không. Một tháng qua, anh bất hạnh tìm thấy cô, cho nên mới có thể đem cô mang về đây. Nhưng là hiện tại đã khác. Chỉ cần cho anh biết cô đang ở nơi nào để có thể tìm được cô, mặc kệ cô muốn sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem giữ cô bên người là tốt rồi. Huống chi trên tay của anh còn hé ra vương bài, đó là hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bởi vì anh không có cách ký vào đơn ly hôn. Cô đại khái nằm mơ cũng chưa nghĩ tới điểm này. Không đúng, có lẽ mẹ cô có cùng cô đề cập qua chuyện này, cho nên cô mới có thể ẩn nấp hành tung như vậy. Ý đồ dùng phương pháp ở riêng này cho đến khi anh quyết định ly hôn. Cô thật sự là tuyệt tình, nhưng là cũng càng làm cho anh không thể phóng cô ra. Tóm lại, đối với phụ nữ không tham tài, không tham tiền, lại như thế dễ dàng chấp tay đưa anh cho người ta, làm cho anh không biết vợ của anh là một đứa ngốc hay là tuyệt tình. Tuy rằng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm rồi. Ai cũng đừng nghĩ thay đổi quyết tâm của anh, ngay cả cô cũng từng tưởng. Cho nên bà xã yêu quý, chúng ta bước đi xem. Em đời này nhất định chỉ có thể là vợ, cùng yêu một người là Khấu Đạt ta, không cần dễ dụa, chuẩn bị đầu hàng đi. Chợ đêm mùa hè giống như một cái chợ chiều thật, đều nhanh từng chừng, nhanh chóng khiến người ta buồn chín. Nam Thiến ngồi xổm phía sau, lỗ thị mặt quán, giữ cho vòi nước chảy. Tuy mồ hôi như mưa, nhưng khách nhân trong quán ngồi quá 8 bàn, cô vừa lau sạch một cái bàn nữa lại bẩn. Quán ăn này thật sự rất kỳ quái, cả ngày lẫn đêm, cũng bởi vậy cô mới có thể có được cơ hội làm công phần ban đêm này. Ban ngày có phân chức vị chính công tác, buổi tối tan tầm lại làm công một chợ đêm. Cô như vậy thiếu tiền sao? Kỳ thật cũng hoàn hảo,
cô chính là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian suy nghĩ miên man, hoặc là nhớ về một người không nên tưởng niệm, mới có thể tìm lại một công tác cho chính mình mà bận rộn. Mà làm như vậy thật không sai, không những không kiếm được tiền, không những kiếm được tiền lại có thể giải quyết phiền não, thật sự là một sắc minh thành ngữ, nhất cử lưỡng tiện. Không nên nhớ một người nha. Kỳ thật, dù làm việc bận rộn vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh, tựa như lúc này. Mẹ nói anh không gọi điện thoại đến. Cô muốn thoải mái suy nghĩ, có lẽ anh đang xử lý chuyện với người phụ nữ bên ngoài, muốn cô cho anh một chút thời gian. Những lời này nghĩ cũng biết tất cả đều là vì an ủi cô mà nói. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước mà không phải là đi xử lý chuyện người phụ nữ bên ngoài. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, khi nhìn thấy cô để lại cho anh một đơn ly hôn, nên điên cuồng đi tìm kiếm cô mà không phải là một tháng vẫn vô thanh vô tức để cô bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói đến, anh căn bản là không cần. Sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói, có lẽ là việc mong còn không được. Anh lại làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ từng ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc sống, hôn nhân của anh đây. Anh chắc sẽ tái hôn. Không, có lẽ anh đã tái hôn. Nếu không, ba anh đại khái lại gọi anh đi kết hôn với thiên kim đại tiểu thư nào đó. Nhớ ngày đó anh sở dĩ cùng kết hôn với cô, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này hay sao? Vì thoát khỏi cha anh, cho anh một áp lực đáng ghét. Anh ngay cả cô là người qua đường đều có thể không một chút do dự kết hôn vào cửa. Hiện tại đã có người trong lòng, có cái gì lại không kết hôn đâu. Có thể cùng người yêu một chỗ, anh hiện tại hẳn là sống thực vui vẻ. Nam Thiến. Phía sau đột nhiên vang lên một lão bản to. Cô vội vàng lau đi một hàng nước mắt không biết từ khi nào đã hạ xuống, vội vã lên tiếng. Dạ. Có người tìm cô, lão bản nói. Cô sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mù mờ. Có người tìm cô, điều này có thể chứ? Cô chưa từng một người đề cập qua. Mình làm công buổi tối tại chợ đêm mà. Hoài nghi đứng dậy, cô quay đầu nhìn xung quanh. Hé ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất. Cách nói chính xác hẳn là khuôn mặt 3 giây trước mặt cô còn muốn liền bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Khấu Đạt. Cô giống như đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng ngắc, cả người đều choáng váng. Tiểu Dưa Hấu. Anh mỉm cười hướng chỗ cô lại giống như bị người ngoài hành tinh xâm nhập. Hoàn toàn không thể là chính mình, cũng không thể động đậy. Làm sao mà có thể lại là anh? Làm sao có thể là anh? Anh bộ dáng giống như vậy vẫn có hình đẹp mắt. Cho dù là tây phục của anh so với người ở đây, đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản. Thế nhưng ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau, hoặc không được tự nhiên đều không có. Anh luôn có thể tràn ngập tự tin hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau. Sau đó lại dễ dàng trở thành một đối tượng để mọi người bội phục, hâm mộ, và luôn như vậy. Em vừa rồi đang khóc sao? Đứng trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn cô, Ách Thanh hỏi. Cô lại lần nữa cứng đờ, nhanh chóng thân thủ lau đi hốc mắt còn sót lại nước mắt. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm lãnh đạm. Như thế nào mới là một thời gian không thấy, em liền gầy đi như vậy, em quả nhiên không thích hợp rời anh đi. Anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má của cô. Nam Thiến giống như bị nóng lên, đột nhiên lùi về phía sau. Tay anh đứng giữa hai không trung, có điểm xấu hổ, tự giễu cười, sau đó chế nhạo mình. Xem ra anh ở trong lòng của em, thật sự bị cự tuyệt hoàn toàn, đúng hay không? Thật sự là trừng phạt đúng tội. Nam Thiến không biết nên nói gì, chỉ muốn biết. Anh tìm tôi có chuyện gì, tôi còn phải làm việc, nếu có thể, mời anh nói ngắn gọn. Cô rũ mắt. Không nghĩ xem muốn khẳng định từ trước đến nay vẫn là anh có thể làm cho cô đêm dài tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ. Chuyện rất quan trọng. Anh trả lời, sau lại không có câu dưới. Chuyện gì quan trọng? Anh trầm mặc làm cho cô không thể nào dương mắt nhìn anh. Mang bà xã trốn đi về nhà. Anh không chuyển mắt nhìn cô, lấy ngữ khí nghiêm trang trả lời. Cô khinh sợ run một chút, trong nháy mắt đầu trống rỗng. Những lời này là ý tứ gì? Mang bà xã trốn đi về nhà. Bà xã của anh nói chỉ là cô sao? Không, điều này là không thể. Người anh yêu cũng không phải là cô. Tìm cô trở về làm cái gì? Huống chi bọn họ đã ly hôn. Cô đã sớm không phải là vợ của anh. Vợ trong miệng của anh hẳn là đối tượng tái hôn. Cô ấy rời nhà trốn đi. Anh tìm đến tôi làm gì? Tôi lại không biết cô ấy. Nhịn xuống tâm đau như dao cắt. Cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt. Em biết cô ấy mà. Tôi biết cô ấy ư? Nam Thiến đột nhiên ngây người. Đối tượng anh gặp ở ngoài chẳng lẽ là người cô biết? Cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới loại sự tình này. Bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy?
Tên cô ấy là Nam Thiến. Lại là ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn anh, liều mình suy tư về lời anh nói có ý tứ gì, nhưng đầu tiên đột nhiên không nghe gì. Anh thực có lỗi, anh nói. Cô không nói được gì. Một tháng qua anh luôn luôn tìm em. Gạt người, cô quay đầu sang một bên. Anh lại không muốn cô không nhìn anh, bá đạo nâng cằm cô lên. Anh không có lừa em, mẹ em có thể chứng minh lời anh nói là thật. Mẹ tôi nói anh không tìm tôi. Cái gì? Khấu Đạt sợ kinh hãi, rồi ngạc nhiên kêu lên. Mẹ tôi nói anh không đi tìm tôi, mẹ sẽ không gạt tôi. Nam Thiến nói thật xác định. Khó có thể tin xanh đại hai mắt, anh cứng họng thiếu chút nữa không nói nên lời. Mẹ em thật sự nói với em như vậy? Đúng. Cho nên kỳ thật mẹ em vẫn đều biết một tháng qua em đang ở đâu, có phải hay không? Đương nhiên. Đáng chết. Khấu Đạt nhịn không được, thấp rủa một tiếng, thiếu chút nữa không bật thốt lên, mắng ra một chuỗi phấn khích ba chữ kinh. Anh bị mẹ vợ đùa giỡn, ngu ngốc, ngu xuẩn bị đùa giỡn một tháng cũng không biết. Hồi tưởng qua một tháng này, anh trải qua bao nhiêu lo lắng cùng sầu lo, anh nhịn không được, lại mắng một tiếng. Đáng giận. Nam Thiến vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Một tháng qua anh vẫn tìm em. Một tuần ít nhất anh gọi điện 2 lần đến nhà của em. Hướng mẹ em hỏi tung tích của em. Anh có liên lạc ghi lại làm chứng. Anh lấy thái độ vô cùng thật sự mà nghiêm túc nói với cô. Nam Thiến hoài nghi nhìn anh. Khấu Đạt lấy điện thoại di động từ trong túi, tìm ra thông tin điện thoại gần nhất ghi lại đã đưa cho cô. Cô chần chờ tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy quả nhiên có cuộc gọi tới là nhà mẹ. Hơn nữa số lần vượt qua 10 lần, gần nhất là 3 giờ ngày hôm qua. Mà tối hôm qua khi cùng mẹ cô nói chuyện điện thoại, mẹ cô còn nói cho cô, anh vẫn như cũ, không có gọi điện thoại đến. Mẹ vì sao muốn lại lừa gạt cô? Không, chuyện này cô còn có thể hỏi mẹ sau. Cô hiện tại muốn biết, anh muốn cái gì? Tôi và anh đã ly hôn. Cô mở miệng, lại bị anh đánh gãy. Anh không có ký tên. Anh nói, Nam Thiến có chút ngây dại. Anh không ký tên? Không có. Vì sao? Cô thốt lên. Anh không phải đã có người trong lòng, có đối tượng kết giao sao? Nếu lưỡng tình tương duyệt, vì sao không kết hôn? Hay là vì tôi lúc trước viết đơn ly hôn viết thiếu cái gì, khiến cho chúng ta ly hôn không có hiệu quả, làm cho các người không thể thuận lợi kết hôn? Nếu là như vậy, tôi có thể một lần nữa ký một tờ khác cho anh. Em thật là ngốc. Anh đột nhiên lớn tiếng mắng. Cái gì? Em thật là ngốc. Anh còn nói lại lần nữa, cho nên anh quyết định, về sau biệt danh của em không phải Tiểu Dư Hấu, mà từ hôm nay trở đi đổi thành Đại Ngốc. Như vậy là định rồi. Cái gì? Nam Thiến ngơ ngác nhìn anh, mày nhướng cao, hoàn toàn không hiểu. Anh rốt cuộc đang nói cái bậy bạ gì nha? Đi thôi, về nhà. Anh đột nhiên dắt tay cô. Cô chấn động một chút, muốn rút tay về. Anh lại kiên định nắm chặt, khí thế có chết cũng không buông tay. Khấu Đạt, gọi anh là ông xã. Học trưởng, gọi anh là ông xã. Nam Thiến nhắm mắt lại, miễn cho chính mình nhịn không được đánh một quyền lên mặt anh, hoặc là lên tiếng thét chói tai. Anh làm sao có thể ra mặt dày như vậy, phản bội hôn nhân bọn họ. Cô đã tức giận đệ ra đơn ly hôn, còn dám luôn mồm muốn cô gọi anh là chồng. Mời anh buông tay, tôi còn có công việc phải làm. Cô mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng. Công việc này không thích hợp với em, đừng làm, hơn nữa em cũng không cần làm việc. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô, ngữ khí ôn nhu. Không cần làm việc, muốn tôi ăn không khí sao? Đùa giỡn cái gì, em có biết em hiện tại là phú bà có giá trị vài trăm ngàn. Chuyện đáng cười lắm. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lãnh chừng anh liếc một cái. Anh không phải nói giỡn với em. Anh còn thật sự nói, tài sản của anh có một nửa để chuyển thành danh nghĩa của em, còn lại một nửa đang lục tục rời đi. Nam Thiến có điểm bị dọa đến, nhưng lại nghĩ chuyện này căn bản là không có khả năng. Anh không có chuyện gì sao đột nhiên làm như vậy, chỉ vì vãn hồi cô thôi sao? Anh không phải không biết, tiền cho tới bây giờ không phải là thứ có thể tác động tới cô. Tôi muốn quay lại làm việc, không có thời gian cùng anh nói giỡn, mời anh buông tay. Anh thất bại thở dài, em như thế nào mới tin là anh không nói giỡn? Được, vậy anh trả lời tôi, anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa của tôi làm cái gì? Anh lập tức chính xác mà chống đỡ, vì chứng tỏ anh đối với em là thật sự. Tình cảm không thể dùng tiền để cân nhắc, điểm ấy anh so với ai khác đều hiểu được. Rút tay về, hai tay cô khoanh trước ngực, không cho anh lại có cơ hội thủ động. Nếu hiểu được, nên biết làm như vậy là uổng phí khí lực, tôi căn bản sẽ không bởi vì anh cho bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với tình cảm của tôi là thật sự hay không. Anh biết, nhưng mẹ em lại tin tưởng. Mẹ tôi. Nhắc Tào Tháo đến, di động Nam Thiến đặt trong túi bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông báo làm cô nghe thanh đoán được người.
Cho dù chưa đưa điện thoại di động trong túi liền lấy ra nữa, cũng có thể biết là ai gọi tới. Cô xem Khấu Đạt liếc mắt một cái, lấy ra động ra, tới nghe. Alo, con còn làm việc chứ? Nam Mẫu hỏi. Vâng, mẹ. Nghe thấy xưng hô của cô, Khấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh ra lừa thật thảm nha. Nói với anh Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là dùng điện thoại công cộng, cho nên không có biện pháp liên lạc với cô. Mà anh thế nhưng rất tin không ai ngờ. Thật sự là cái đại ngu ngốc. Mẹ, anh ấy vẫn không gọi điện tới sao? Nam Thiến có ý định thử. Người kia quả nhiên không một chút do dự thử. Không có. Mẹ, vì sao mẹ lại gạt con? Nam Thiến trầm mặc một chút, mới hoãn thành mở miệng. Là nó tìm được con hay con tìm được nó? Nam Mẫu bình tĩnh hỏi. Có một chút kinh hoàng bởi nói dối bị vạch trần đều không có. Anh ấy tìm được con. Bà cười. Cừ thật, mẹ còn nghĩ phải mất mấy tháng. Mẹ, mẹ vì sao lại muốn làm như vậy? Nam Thiến nhịn không được đề cao thanh âm. Đương nhiên là muốn trừng phạt nó. Còn con đâu? Nam Thiến khổ không nói nổi trong lòng. Hàng ngày cô cơ hồ đều lấy nước mắt lau mặt. Mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới cô cũng có khả năng chịu khổ theo? Tiểu Thiến, đừng trách mẹ lừa con, cá tính của con rất dễ nói chuyện, cho nên mẹ mới phải ra mặt giúp cho nó một chút trừng phạt, nếu không con dễ dàng như vậy tha thứ cho nó sẽ không học được bài học gì. Nam Mẫu còn thật sự nói với cô. Nam Thiến không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể nói, con đã biết. Còn một việc, Nam Mẫu còn nói, mẹ muốn nó đem tài sản trên danh nghĩa của nó rời đi một nửa trên danh nghĩa của con. Đây là phương thức bảo đảm tương lai của con cũng không nên ngây ngốc, cự tuyệt, nghe không? Cô lại lần nữa không nói gì. Tiểu Thiến, con có nghe mẹ nói không? Trầm mặc của cô làm cho Nam Mẫu vội vàng thúc giục. Nghe thấy được, cô thở dài. Nghe thấy được trả lời. Nam Mẫu lo lắng dạy dỗ con gái. Tốt lắm, nếu nó tìm được con, công việc buổi tối con liền bỏ đi. Mẹ thực sự là lo lắng cho thân thể của con không chịu được. Con sẽ lo lắng, cô nói. Được rồi, chính con đi châm trước đi. Không có việc gì, mẹ muốn gác điện thoại. Dạ, tạm biệt mẹ. Cắt đứt điện thoại xong, cô đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt với người đàn ông trước mắt. Nhưng là anh sớm chờ một bên, muốn vì thành tín của mình mà đòi lại công đạo. Anh không có lừa em đi, anh vội vàng nói. Thực xin lỗi. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giải thích. Anh lại lắc đầu, không có thành ý. Nam Thiến nhịn không được mở to hai con mắt. Không có thành ý, anh dám nói như vậy. Cô chẳng qua là hoài nghi lời anh nói mà thôi. Nói một câu giải thích đã thực sự rất giỏi. Anh lại dám nói với cô không có thành ý. Nếu cái này gọi là không có thành ý, như vậy còn anh phản bội hôn nhân của bọn họ, hại cho cô thương tâm chết thảy, không biết bao nhiêu là nước mắt. Cô muốn nhìn anh nhiều thành ý. Nói được không thành ý, vậy còn anh? Cô nheo mắt lại chất vấn anh. Anh như thế nào? Trầm mặc không nói nhìn anh, biểu tình vẻ mặt, anh nói xem. Sau đó chỉ thấy anh chậm rãi lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, còn gật gật đầu. Anh đã biết. Anh gợi lên vui vẻ cười nói. Còn muốn hỏi không hiểu anh biết cái gì. Không nghĩ tới giây tiếp theo, anh liền đột nhiên đem kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn trụ cô. Nam Thiên im lặng bất động, không rõ là kinh ngạc hay khẩn trương nhiều hơn. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, lần đầu tiên là trước đêm cô rời đi. Đêm đó hai người đều uống rượu, mặc dù có hôn môi, cũng không nhớ rõ là tư vị gì. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác được môi của anh, lưỡi của anh, hương vị của anh, cùng với một sự ôn nhu của anh. Môi lưỡi sao quấn, chỗ sâu nhất trong yết hầu của anh phát ra một tiếng rên rỉ, nháy mắt liền làm nụ hôn sâu sắc. À, khụ khụ. Thình lình xảy ra một tiếng ho khan đánh gãy hình ảnh duy mỹ này. Nam Thiến sợ tới mức trong nháy mắt đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức đẩy Khấu Đạt ra. Nhưng động tác của cô dù nhanh cũng không nhanh bằng ông chủ sớm đứng ở một bên, lấy vẻ mặt ái muội hướng về phía cô, cười danh mãnh, hại cô không thể chỉnh lại khuôn mặt nhất thời, đỏ lên được. Thực xin lỗi, quấy rầy chuyện yêu đương của hai người, nhưng tôi cần bát sạch để buôn bán. Ông chủ cười. Thực xin lỗi, ông chủ, chỗ này đã sạch. Nam Thiến xấu hổ, lòng lại tràn đầy áy náy, vội vàng đem cái giỏ đã rửa sạch bát đưa cho ông chủ. Ông chủ là nơi này sao? Khấu Đạt đột nhiên mở miệng hỏi. Ông chủ nhìn về phía anh, có việc gì sao? Tôi muốn giúp vợ tôi được chứ? Vợ cậu? Ông chủ kinh ngạc nhìn về phía Nam Thiến, anh ta là chồng của cô. Người đàn ông này một thân tây phục thẳng tắp, thấy thế nào đều giống người có tiền, hoàn cảnh gia đình cũng không sai, làm sao có thể để cho vợ của mình lưu lạc đến chợ đêm rửa chén bát kiếm tiền? Ông nhíu mày. Trước đây chúng tôi có bất hòa nho nhỏ,
cô ấy đã một mạch rời nhà trốn đi, hại cho tôi lo lắng đòi mạng. Này đa tạ ông chủ đã chiếu cố. Như là có thể thấu được tâm tư ông chủ, Khấu Đạt tự động phát mở miệng giải thích, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn. Nghe hắn nói như vậy, hoài nghi trên khuôn mặt của ông nhất thời tán đi. Ông thân thủ vỗ vỗ bà bả vai Khấu Đạt, lấy biểu tình ta biết nói, phụ nữ luôn hành động theo cảm tình như vậy, vất vả cho cậu. Nam Thiến không dám tin, trợn to hai con mắt, không có lời nào để nói. Đàn ông vì sao luôn tin tưởng người đàn ông khác nói như thế, cho dù đối phương là lần đầu tiên gặp mặt. Ông chủ, cô mở miệng lại bị đánh gãy. Nam Thiến, cô cùng chồng về nhà đi. Về sau, hai vợ chồng mà có cãi nhau cũng không cần phải hành động theo cảm tính, đi ra ngoài, biết không? Đây là tiền lương trong khoảng thời gian này của cô. Nói xong, ông chủ lấy tiền trong túi ra tính đưa cho cô. Việc đã đến nước này, cô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cởi quần áo lao động, Tạ tiếp nhận tiền xong, bực mình xoay người rời đi. Rời đi khỏi chỗ làm công, một bàn tay lén lút phía sau cầm lấy tay cô. Cô dùng sức bỏ ra, Khấu Đạt thử lại một lần, cô cũng lại đá. Em tức giận. Anh ở phía sau đầu thật cẩn thận hỏi. Cô trầm mặc không nói, chỉ đi về phía trước. Cô không đến mức giận anh. Anh dựa vào cái gì thay cô từ chức, ngay cả một chút nên tôn trọng cũng không để cô. Không cùng anh chia tay, không có nghĩa là anh không có quyền can thiệp quyết định công tác của cô. Nhưng là anh thật sự luyến tiếc nhìn em vất vả như vậy. Em có biết khi anh nhìn thấy em một mình ngồi xổm góc sáng rửa chén, phản ứng đầu tiên là gì không? Anh nghĩ muốn giết chính mình. Anh theo sát phía sau cô, nói thật chân thành. Nam Thiến tiếp tục im ắng. Một tháng qua anh vẫn đều tìm em, muốn nói thật lòng với em. Mỗi sám hối với em, muốn nói cho em biết là cái đồ ngu ngốc chỉ có khi mất đi mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ hiểu được một người trong lòng chân chính để ý, thích, yêu là ai. Cô vẫn như cũ, trầm mặc đi về phía trước. Nhưng mà quốc bộ dồn dập, không tự chủ chậm lại. Phụ nữ chủ động rời anh đi có rất nhiều, mặc kệ là vì tiền, vì thừa nhận không được áp lực, hoặc là cảm thấy anh rất hoa tâm, yêu anh quá mệt mỏi, các loại lý do đều có. Nhưng người duy nhất làm cho anh hoảng loạn là em. Em đột nhiên rời đi làm cho anh không biết làm sao. Cảm giác tâm như đột nhiên sụp đổ một khối, muốn tìm lại mà không trở lại. Chỉ là sụp đổ một khối thôi mà, còn cô là hoàn toàn tan nát cõi lòng, anh có biết không? Cái loại cảm giác này anh không biết nên hình dung như thế nào. Thực hoảng, thực loạn, thực vô định mà cũng rất đau. Anh không dám về nhà, bởi vì nơi đó ngập tràn hình ảnh của em. Về nhà làm cho lòng tham của anh rất đau. Chỉ có về nhà là đau lòng, bên ngoài sẽ không sao. Cô không có lúc nào là không đau lòng, cho dù rời anh đi, ly khai khỏi nhà kia. Trong lòng của cô, đau sớm trở thành một bộ phận cuộc sống hàng ngày, anh có biết không? Nam Thiến, tha thứ cho anh được không? Anh cầm tay cô, thấp giọng thỉnh cầu. Cảm giác cô không hề có ý định bỏ tay anh ra, không ngừng cố gắng yêu cầu. Cho anh một cơ hội nữa được không? Biết đau lòng thống khổ xong, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không lại chọc giận em, thương tâm, cho em đau lòng. Dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng cam đoan của anh? Chỉ bằng hé miệng ra thôi sao? Đột nhiên dừng lại cước bộ, mặt của cô không một chút xoay người, đối lại với anh. Khấu Đạt sừng sốt một chút, đột nhiên lộ ra một vẻ tia cười khổ. Quả nhiên là phụ nữ, nói lời đều giống nhau. Vì vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng anh? Anh hỏi cô. So với việc vắt óc suy nghĩ ra cách, không bằng để cho cô ra điều kiện có vẻ nhanh hơn. Dù sao anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô ý nguyện trở lại bên anh, mặc kệ anh muốn trả giá gì lớn lao, anh đều nguyện ý. Bất quá nói trở về, danh nghĩa tài sản của anh đều đã biến thành của cô, anh còn có thể trả giá cái gì lớn hơn nữa đâu. Đây là vấn đề của tôi hỏi anh. Cô nói. Anh biết, nhưng anh không biết làm sao, nhưng anh không biết đáp án gì mới làm cho em vừa lòng, cho nên em trực tiếp nói với anh đi. Một chút, anh bổ sung, mặc kệ em yêu cầu cái gì, anh đều đáp ứng. Tuy rằng anh nói như vậy, mình có thể yêu cầu anh cái gì, yêu cầu là anh toàn tâm toàn ý yêu cô, không cho phép phản bội hôn nhân cùng tình yêu của bọn họ sao? Loại sự tình này, nếu yêu cầu là được, trên đời ly hôn sẽ không cao như vậy. Anh nghĩ ra không? Anh hỏi. Tôi không cần tiền của anh. Cô đột nhiên toát ra một câu. Khẩu Đạt sừng sốt một chút, dùng ánh mắt của cô không khỏi trở nên ôn nhu. Anh biết. Anh nói thêm. Nhưng mà có rất nhiều phụ nữ muốn, cho nên chỉ cần tiền của anh hoàn toàn sở hữu của em, anh nghĩ ý nghĩ tiếp cận của anh với nữ nhân khác tự động giảm bớt. Anh muốn nói cho tôi biết, hết thảy đều là do phụ nữ kia chủ động, anh không sai. Nam Thiến nhìn anh nhíu mày, không tin anh sẽ nói ra lời phụ trách nhiệm như vậy, đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu đối phương.
Không, lần này hoàn toàn là anh sai, là anh chần chừ, dùng tình không chuyên, định lực không đủ mới có thể làm phương hại đến em. Anh thật sự có lỗi, anh Khiểm Thanh nói. Chỉ có hại tôi thương tâm sao, còn đối phương? Cô nhịn không được hỏi, vui vẻ dùng sức hôn anh một chút rồi bước đi. Anh không thấy cô ta có chút nào thương tâm cả. Khấu Đạt tự giễu nhếch miệng cười. Ngốc sừng sốt một chút, cô lập tức giãi náy biểu tình. Thực xin lỗi. Chỉ thấy trên mặt anh trào phúng biểu tình trong nháy mắt biến mất. Thủ nhi đại chi là vô tận, nhu tình cùng cảm động. Cùng với cảm giác không biết nên làm thế nào mới biểu tình bất đắc dĩ của cô. Đứa ngốc, anh thân thủ phủ nhẹ lên tóc của cô. Người lấy tiền của anh rồi rời đi cũng không phải là em. Em làm chi theo anh xin lỗi. Nam Thiến nghe vậy sừng sốt một chút. Nói cũng đúng, làm chi mà cùng anh xin lỗi. Phản ứng của cô hẳn là vui sướng khi gặp họa, cười nhạo anh xứng đáng mới đúng. Nhưng mà không biết, chỉ là cô không thể sát muối lên chuyện của người khác, nhất là vết thương của anh. Em thật là ngốc, đại ngốc. Anh nỉ non, thời dịp cô ngẩn người hết sức lại lần nữa cúi người hôn cô. Thời gian này như tạm dừng. Môi của anh phúc thượng của cô, nóng bỏng mà ôn nhu hôn cô, làm cho cô ấy loạn tình mê ỉ hướng anh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Đây là lần thứ ba anh hôn cô, đêm nay lần thứ hai. Âm thanh nhỏ vang lên, liên hồi bỗng nhiên làm cho cô bừng tỉnh, làm cho cô nhanh chóng lui về phía sau. Lại phát hiện ra chính mình cả người không biết khi nào đã rơi vào trong lòng anh, bị tuyên cáo chủ quyền của anh dường như vây quanh. Anh buông ra. Vẻ mặt của cô bừng cứng đầu, nhẹ nhàng dãy giụa, hoàn toàn không dám nhìn về bốn phía. Trời ạ, cô như thế nào đã quên nơi này là chợ đêm. Thế nhưng cùng anh trước mặt mọi người hôn anh. Trời ạ, đừng nhúc nhích. Anh đột nhiên thấp giọng cảnh cáo. Tôi muốn báo động. Cô có chút tức giận khi anh không chọn thời gian địa điểm. Càng tức khi biết mình tại sao lại dễ dàng để anh hôn đến mê muội. Em làm cho anh phản ứng sinh lý. Anh dán tại bên tai của cô thấp giọng. Một trận khí nóng bỏng bỗng nhiên theo ngược hướng ót. Nam Thiến cả người cứng đờ, đầu trống rỗng, không chỉ có tác động dễ dụa ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng đi dừng lại. Sau khi tất thảy tác động đều đình chỉ, cảm giác ngược lại càng sâu sắc, không chú ý tới chuyện phía trước, nháy mắt cảm nhận được toàn bộ sự hiện diện của anh, khao khát của anh, hô hấp của anh, phản ứng sinh lý cứng rắn của anh kề sát cô. Anh... Thanh âm của cô nghẹn lại trong cổ họng, nơi này là chợ đêm đông đúc người, anh làm sao có thể, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Anh không quên chuyện tối hôm đó, anh muốn yêu em, vợ yêu à? Anh lại lần nữa thiếp tựa lên vai cô, khẽ khẽ nói thầm. Cô không tự chủ được, nuốt nước bọt trong miệng, cảm thấy toàn thân khô nóng đến chịu không được. Người đàn ông này thực sự đáng giận. Anh như thế nào có thể nói với cô như vậy? Tối hôm đó, nhớ tới chuyện tối hôm đó, cô rốt cuộc không nhịn được, run rẩy một chút. Run rẩy của cô làm cho ánh mắt của anh trở nên càng thêm nóng cháy. Anh đột nhiên chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô chạy về phía trước. Khấu Đạt! Thình lình xảy ra hành động đó khiến cho vẻ mặt của cô kinh ngạc, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh không lên tiếng trả lời, tiếp tục lôi kéo cô xuyên qua đám người ở chợ đêm, không ngừng mà chạy về phía trước. Anh rốt cuộc kéo cô đi đến chỗ nào? Phụ nữ dễ bị lừa. Không, có lẽ là nên đổi thành cô dễ bị lừa mới đúng. Nam Thiến đem theo ánh mắt quan sát khách sạn trang hoàng bên trong, chuyển qua mặt chồng ngủ say bên cạnh, vô thanh vô tức than nhẹ một tiếng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn sử dụng trò cũ thời dịp lúc anh ngủ say chạy trốn hay sao? Nhìn mặt anh ngủ say, cô mím môi tức tối. Người đàn ông này thực sự rất đáng giận, còn chưa nói rõ ràng, vấn đề cũng còn không có giải quyết, liền đem cô lên giường. Anh nghĩ như vậy là có thể xóa bỏ phẫn nộ cùng tổn thương của cô sao? Đáng giận, anh thật sự đáng giận. Mà nói ngược lại, cô có quá nghiêm khắc cự tuyệt tựa hồ có sai. Vì sao cô không ở lại khi phát hiện kế hoạch của anh? Nghiêm nghị nhanh chóng cự tuyệt, dùng sức đem anh đẩy ra, quát anh muốn vào khách sạn, mắc gì kéo thêm cô vào. Trừng mắt nhìn anh ngủ say, cô càng nhìn càng cảm thấy tức giận, rốt cục nhịn không được, thân thủ giáng một cái tát lên mặt anh. Bốp! Chuyện gì vậy? Anh phút chốc bừng tỉnh trợn mắt. Có mũi, cô nói. Phải không? Vẻ mặt anh ngơ ngác, không tỏ ra nghi ngờ gì, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn anh ổn ngủ, Nam Thiến nhịn không được ngứa ngáy, ở trên gương mặt của anh hạ xuống một cái tát. Trong nháy mắt anh lại mở mắt ra, phản ứng lúc này bất đồng lúc nãy. Lúc này anh ánh lên án nhìn chằm chằm cô. Em đánh anh? Không có nha, em đánh mũi. Cô trợn mắt nói dối, em gạt anh. Anh không nghe thấy tiếng mũi bay. Anh chỉ chứng cứ rõ ràng. Phải không, có thể là tiếng điều hòa quá lớn, cho nên anh mới không nghe thấy. Cô nhún vai, nói dối mà mặt không đỏ, không khi xuyện gì,
Anh có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Cô khó có thể mở to hai con mắt. Khi đang nghĩ anh còn muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy anh đột nhiên mở miệng. Trên mặt của anh hẳn là có con muỗi, đánh đi. Anh nhắm mắt lại, nhận mệnh nói. Trừng mắt nhìn anh, Nam Thiến hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi anh nói như vậy, cô kêu như thế nào, rảnh tay, đánh anh cho được. Trọng yếu nhất là cô không muốn cho anh toại nguyện, như ý của anh. Nghĩ đến nhẹ nhàng mấy cái tát, có thể xoa được tổn thương đối với cô sao? Không có, cô dỗi nói. Sau đó lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại ngủ. Phía sau một trận xôn xao, thân thể anh ấm áp, rắn chắc mà trần trụi, đột nhiên leo lên lưng của cô, ôm lấy. Một bàn tay phía dưới luồn qua hông, mềm mại đặt trên lưng của cô, đem cô vòng tiến vào lòng. Anh yêu em, vợ. Anh nói, cô trầm mặc chống đỡ. Thực yêu em nha. Anh còn nói. Cô tiếp tục trầm mặc, yêu em như núi cao biển sâu. Anh không ngừng cố gắng nói. Cổ họng cô không hề phát ra tiếng nào. Tận đến khi là ngày tận thế của trái đất, cũng yêu em. Anh tiếp tục, chỉ nói suông mà không làm gì cũng vô dụng, sợ lại làm cho anh múa mép khuya môi. Chính mình nhịn không được ra tiếng cười. Nam Thiến giả bộ lãnh đạm mở miệng. Phía sau anh đột nhiên một giọng trầm mặc. Ý em là muốn anh không cần nói, mà làm sao? Anh im lặng một chút, thở ra một tiếng. Nam Thiến không đáp lại, quyết định nếu ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, cô vẫn phải nói cho anh. Cô về sau liền thật sự không để ý tới anh. Anh đã biết. Kế tiếp anh đột nhiên đặt tay trên người cô rời lên trên, mềm nhẹ bao lại bộ ngực của cô, bắt đầu tiếp tục âu yếm vuốt ve. Anh đang làm sao? Thanh âm cô phút chốc ngưng tụ lại. Không thể chỉ nói suông, cho nên anh yêu em. Một bên hôn môi cô cùng gáy mẫn cảm của cô, một bên thì thào trả lời. Em không có ý này. Anh nhanh chút dừng tay. Nam Thiến nghiêm khuôn mặt đỏ lên, dễ dụa kêu. Không được, trừ bỏ biểu hiện cuộc sống hàng ngày, đương nhiên cũng muốn biểu hiện trên giường. Anh quả quyết cự tuyệt, hai tay đặt trên người cô, đôi môi đồng thời càng không ngừng dao động, khiêu khích khiến những chỗ mẫn cảm trên người của cô. Một lần thân thiết trước, đã bỏ hết quần áo che đậy trên người của bọn họ. Nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng lên cao, cùng với tiếng nhịp tim dồn dập, tạo sức nóng bên trong vô. Còn có dục vọng giống như anh, làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thủ muốn ngăn cản, lại bất lực. Vợ yêu tuy rằng về nhà, nhưng Khấu Đạt lại phát hiện hết thảy tất cả đều trở nên không giống với trước đây. Cô không hề mỗi ngày chỉ ở nhà, khuôn mặt tươi cười nghênh chờ anh trở về nhà. Bởi vì cô có công tác, cô cũng không lại chịu mệt nhọc thay anh chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, sửa sang lại nhà cửa. Bởi vì người lĩnh lương như cô luôn so với ông chủ tự do như anh ra ngoài sớm hơn, càng có nhiều việc, càng mệt thêm. Sau đó, cô lại càng không giống anh đi xã giao về nhà. Thay anh rót nước trà, khăn mặt, thân thiết hỏi anh có khỏe không, có mệt hay không, có đói bụng chưa, bởi vì trước khi anh về nhà, cô đã ngủ trước. Tức giận sao, thất vọng sao, cảm thấy cô không nên như vậy đối đãi với anh, muốn phát hỏa, oán giận sao? Anh căn bản là không có quyền oán giận, bởi vì hết thảy đều là anh do gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ai kêu anh trước kia không hiểu quý trọng, hiện tại mới hối hận đã không còn kịp. Hiện tại anh phải làm như thế nào, tìm về người vợ trong trí nhớ luôn tươi cười, chịu mệt nhọc lại ôn nhu hiền thục đến ngây ngốc. Phải làm thế nào để khiến cho cô từ công tác, chuyên tâm đem lực chú ý cùng thời gian đều lưu cho anh như cái nhà này. Người đàn ông vì sao, đợi cho mất đi xong mới hối hận. Anh đột nhiên nhớ tới mẹ vợ, từng hỏi qua anh vấn đề này. Anh hiện tại cũng rất muốn tìm tới cá nhân hỏi. Ai? Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện vợ bận rộn ra ngoài. Trên bàn cơm trống rỗng, trong phòng cũng im ắng. Khấu Đạt rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải biện pháp làm cho cô khôi phục cách sống vừa kết hôn một tháng kia. Anh vô cùng quý trọng tình yêu lúc đó, anh thề với trời. Về phần muốn làm như thế nào, vậy Hảo Hảo suy nghĩ một chút. Thình lình xảy ra một âm thanh gây ra sự chú mục. Nghe thấy mọi người không tự chủ được tìm theo tiếng nhìn lại, Nam Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian tan tầm, trên đường xe đông như nước chảy. Một chiếc xe BMW đớp xuất khí hưu lữ đứng ven đường cái, cửa xe mở ra. Một người đàn ông anh tuấn đi xuống xe. Ánh mắt phụ nữ bốn phía nháy mắt đưa sáng bừng lên. Sau đó liền thấy anh ta vẫy tay dương giọng. Vợ, nơi này. Vợ, hóa ra ai đó muốn chết hy vọng. Không dự đoán được Khấu Đạt sẽ xuất hiện ở đây, Nam Thiến thực sự sửng sốt một hồi lâu. Lúc sau mới hoài nghi đi ra phía trước. Anh làm gì ở đây vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Tới đón em tan tầm. Anh mỉm cười, mở cửa xe, ôn nhu đem cô vào trong lòng. Lại đóng cửa xe lại, ngồi lại chỗ điều khiển xe. Gần đây công tác không có việc gì sao? Cô hoài nghi nhìn anh. Khi hai người bọn họ cùng một chỗ, trong trí nhớ của cô,
anh vẫn đều bề bộn nhiều việc, ngay cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ. Cũng có, anh trả lời. Vậy làm sao có thể rảnh mà tới đón em? Cô hơi nhướng mày. Dù việc làm bận cũng phải về nhà cùng vợ ăn cơm nha. Nhìn cô một cái, anh nói giỡn. Nam Thiến sửng sốt một chút. Không nói gì mà nhìn lại, không biết anh nói thật hay là cùng cô nói giỡn. Tại sao không nói lời nào? Anh nhìn cô trầm mặc liếc một cái. Không biết nói gì. Cô nói thật ra. Em có thể nói là em muốn ăn cái gì, cơm Trung Quốc, cơm Tây, hoặc là muốn anh tự tay làm bữa tối cho em đều được. Anh nấu cơm. Cô thật hoài nghi. Sẽ không. Nam Thiến lộ ra vẻ mặt em biết mà. Nếu không anh muốn như thế nào tự tay làm bữa tối cho em ăn? Cô hỏi. Anh có thể học nha. Anh đột nhiên lấy ra vẻ mặt huyền bí, biểu tình hề hề nhìn cô. Trên thực tế anh đã học 2 khóa nấu ăn, làm cơm rang trứng cùng phiên bản gia đoạn hoa canh. Nếu em không ngại anh có thể làm cho em ăn. Nam Thiến khó có thể tin nhìn anh. Không thể tin anh sẽ đi khóa học nấu ăn. Điểm này không giống với chuyện anh thường làm. Anh nói thật vậy chăng? Cô nhịn không được nhíu mày. Cái gì là thật? Bữa tối do anh nấu. Chuyện đi khóa học nấu ăn. Anh gật đầu. Nếu em không tin, về nhà chờ xem anh bày ra cái tài nghệ em sẽ tin. Vì sao anh đột nhiên lại muốn đi học nấu nướng? Suy nghĩ trong chốc lát, cô mở miệng hỏi. Bởi vì anh muốn nấu cơm cho em ăn. Trước kia đều là do em nấu. Hiện tại em cũng đi làm. Anh nghĩ ngẫu nhiên cũng nên đến lượt anh nấu, như vậy mới công bằng. Anh mỉm cười với cô, cười rõ ràng là lấy lòng, làm cho Nam Thiến nhất thời lúc đó lại không biết nên nói. Anh không cần làm như vậy. Sau một lúc cô nói, anh không có nghĩa làm cái gì nha, quyết định nhanh một chút em muốn ăn cái gì. Trở về nhà ăn món mà anh thích nha, em muốn ăn món mì thịt bò. Cô nhanh chóng trả lời, còn không muốn nhìn anh, vì cô trở lại bộ dáng làm canh thang. Làm cho cô mềm lòng nhanh hơn. Nhanh hơn buông khí giới đầu hàng anh. Được. Khấu Đạt có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, gật gật đầu. Xem ra em có vẻ không thích cơm rang trứng. Lần khác anh lại học món khác. Cô vẫn không lên tiếng trả lời. Kế tiếp cô mang anh đi ăn mì thịt bò. Hỏi cô có mệt hay không. Vốn định mang cô lên núi xem cảnh đêm. Cô lại nói một câu mệt chết. Anh đành hủy bỏ kế hoạch, dẹp đường hồi phủ. Về nhà tắm rửa xong, cô ngả đầu liền ngủ. Anh cũng bên cạnh cô trên giường tới tận sáng. Sau đó không biết khi nào lại đứng lên công tác. Bởi vì khi cô đi nửa đêm tỉnh lại, anh đã không ở bên người. Đèn thư phòng lại sáng, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đang làm việc. Buổi sáng tỉnh lại, anh cũng không ở. Nam Thiến làm qua loa rửa mặt chải đầu ra khỏi phòng. Chỉ thấy anh nằm trên ghế sofa phòng khách, vù vù ngủ nhiều. Mà trên bàn cơm tắc chuẩn bị tốt bữa sáng, anh không biết khi nào mua trở về. Bữa sáng vẫn còn chút ấm nóng, có thể thấy được vừa mua trở về không lâu. Tối hôm qua, anh công tác đến rạng sáng mới mua bữa sáng. Vẫn là vì riêng cô mà làm vậy sao? Nhìn vẻ mặt anh thần thái rõ ràng mệt mỏi. Cô có điểm không tha cùng đau lòng, nhưng suy nghĩ lại một chút, thật vốn không cần phải vậy. Là anh tự đem chính mình khiến cho mệt như vậy. Cô lại không nói anh thay cô đi mua bữa sáng phải làm sao. Huống hồ anh cũng không phải tiểu tử hài, mệt mỏi tự mình phải nghỉ ngơi. Cô căn bản là không cần phải lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trước khi cô ra ngoài đi làm, mặc kệ là cước bộ hay là động tác cũng không tự chủ được mà vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá ngay cả như vậy, khi cửa mở ra một tiếng khách, vẫn là đánh thức anh dậy. Nghe thấy âm thanh, Khấu Đạt trong nháy mắt liền theo trên ghế sofa ngồi xuống, lấy biểu tình mơ hồ quay đầu xem cô. Em muốn đi làm. Do đã đánh thức anh, cô đành phải mở miệng nói với anh. Để anh đưa em đi. Anh lau mặt, từ trên ghế sofa đứng dậy. Em đi xe công cộng được rồi, anh ngủ tiếp chút lát đi. Cô nhịn không được nói. Em quan tâm anh sao? Anh lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Anh thật là cao hứng. Nghe anh nói như vậy, Nam Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Cô liền đây đối với anh thật sự có lạnh lùng vô tình đến thế. Chẳng qua cô nói muốn anh ngủ tiếp trong chút lát, khiến cho anh kinh hỉ như vậy. Đúng rồi, anh có mua bữa sáng gì em đó. Em ăn chưa? Anh bỗng nhiên nhớ tới. Cô gật đầu. Khấu Đạt vừa lòng nhếch miệng cười. Tốt lắm, đi thôi, anh đưa em đi làm. Anh... Nam Thiến muốn nói lại thôi. Anh nhíu mày xem cô, không có việc gì. Cô lắc đầu, quyết định vẫn là quan sát một thời gian trước khi nói. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ai ngờ anh giờ khắc này hao hết tâm tư, lấy lòng. Ngày sau đó có thể hay không lại cõng cô cùng nữ nhân bên ngoài kết giao. Cô một khi bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn sợ. Vẫn là đợi một thời gian nữa nhìn xem. Nam Thiến nhanh một chút lại đây, có người đưa hoa cho cậu nha. Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của một nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ đứng lên,
đi đến cửa công ty, chỉ thấy ngoài cửa sổ một sinh viên vừa học vừa ôm một bó hoa to nhìn về phía cô. Mà chung quanh tụ tập vài đồng nghiệp, trên mặt của họ viết rõ hai chữ hâm mộ cùng tò mò. Xin hỏi là tiểu thư Nam Thiến sao? Học sinh vừa học vừa làm tại cửa hàng bán hoa hỏi cô. Cô gật gật đầu. Này cho cô phiền toái ký nhận một chút. Người đưa hoa đem bó hoa cho cô trước, sau đó lại lấy cây bút ký nhận đưa cho cô. Cô hoang mang ký tên, khi đem bút bi trả lại cho người đưa hoa, nhịn không được hỏi, hoa này thật là tặng tôi sao? Đối chiếu chữ ký của cô cùng với tên trong yêu cầu gửi cho hoa giống nhau, người đưa hoa gật đầu, đúng vậy. Hỏi cái này làm gì, mau nhìn là ai đưa. Khẩn cấp thúc giục. Một bó hoa lớn như vậy, không có 100 đoá cũng là 99 đoá nhỉ, không biết bao nhiêu tiền nha. Đồng nghiệp Ý Trinh hâm mộ, miệng thở dài, khẳng định là 1-2 nghìn chứ chẳng ít, có lẽ càng quý. Nam Thiến, hôm nay là ngày gì, sinh nhật của cậu sao, nếu không sao có người đưa hoa cho cậu? Có lẽ là một người theo đuổi thần bí cũng không chừng. Nam Thiến mau nhìn phong bì viết cái gì. Tiểu Mỹ chỉ vào phong thư dán lại bó hoa được đóng kín giấy tinh mỹ, lại lần nữa thúc giục. Liếc mắt nhìn một cái, đoàn người bốn phía trung mòn con mắt. Nam Thiến rút cục cũng chậm rãi đem mảnh giấy trên phong thư rút ra, mở ra xem. Em yêu Nam Thiến, chồng của cậu thật lãng mạn nha. Tiểu Mỹ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu. Hoa cũng đẹp, cũng không bằng 1/10 xinh đẹp của em trong lòng anh, chồng yêu của em. Bốn phía nhất thời toát ra một mảnh than hâm mộ đố kỵ sợ hãi. Nam Thiến, cậu làm thế nào mà huấn luyện chồng lãng mạn như vậy, dạy tôi có được không? Cái đầu trâu nhà tôi vô tình đến đòi mạng. Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa, chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ. Đầu gỗ còn có thể lấy làm củi lửa thêu, lỗ hổng tại nhà của tôi căn bản chính là một tảng đá vô dụng, vừa nặng vừa cứng đầu chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang một người khác không có tính văn chương gì. Nghe vậy, đoàn người không khỏi cười thành một tiếng mạnh. Trở lại chuyện của chính, Nam Thiến, rốt cuộc cậu huấn luyện chồng như thế nào? Vẻ mặt Mỹ Trinh tò mò, nhanh chóng nhìn cô chằm chằm hỏi. Tôi chưa làm cái gì. Sắc mặt Nam Thiến đỏ ửng, có chút xấu hổ. Ý nói là chồng của cậu trời sinh liền lãng mạn như vậy, không có khả năng. Đàn ông cho dù trời sinh lãng mạn, kết hôn xong cũng trở nên không lãng mạn. Cậu nhất định có tuyệt chiêu gì, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút đi. Đúng vậy, không cần nhỏ mọn như vậy. Nhưng tôi thật sự có cái gì đều không có làm. Nam Thiến khó xử nói, không thể nói cho các cô ấy biết. Ngày trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại tất thảy hành vi lãng mạn này đều vì muốn cô tha thứ. Hoa hồng đại diện cho tình yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ. Có lẽ cái này liên quan đến việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ, dù sao vẫn là đang tuần trăng mật, Tiểu Mỹ nói. Nói đến kết hôn không nửa năm, Nam Thiến, cậu ngay từ đầu làm chi muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn nha. Mỹ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nam Thiến sợ run một chút, không biết nên trả lời vấn đề như thế nào. Cô lập tức xác thực nghĩ đến việc mình đã kết hôn, là thân phận chưa kết hôn. Ai biết? Làm chi không nói lời nào? Không có, tôi chỉ là đang nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào. Nam Thiến do dự. Cậu không phải lo lắng, nếu nói chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người biết. Sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho nên rõ ràng nói là mình chưa kết hôn hả? Tiểu Mỹ đoán hỏi, nếu cô cũng có một người chồng đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ thật cẩn thận như vậy, thận trọng phòng bị hồ ly tinh cướp. Một khi đã nghĩ như vậy, tại sao cậu lại còn cho chồng của cậu đi làm? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết cũng không cần dùng loại phương pháp này. Mỹ Trinh nhịn không được hỏi cô. Chuyện này tôi hỏi qua cô ấy. Tiểu Mỹ lại lần nữa cướp lời, là chồng cô ấy đau lòng cô ấy đi xe công cộng vất vả, cứng rắn muốn đưa cô ấy cùng đi làm. Wow, Nam Thiến, cậu thật sự muốn cho mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết nha. Cậu rốt cuộc phải làm sao mới tìm được một người chồng tốt như vậy? Dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết được không? Còn cậu đã học tiểu học, cậu muốn làm chi? Tôi không thể cùng tảng đá kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao? Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên tiếng cười to. Nói rất đúng, Nam Thiến, mau nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đi đến nơi nào tìm chồng vậy? Cô không biết làm sao, nhìn bốn phía hé ra một vẻ mặt chờ mong. Đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào với các vấn đề quái dị liên tiếp này. Di động đặt trên bàn vừa vặn vang lên, cứu cô một mạng. Điện thoại của tôi kêu, cô nhanh chóng trả lời, chạy như chối chết ôm bó hoa trong lòng, trở về chỗ ngồi. Alo? Em yêu là anh. Cô ngây người một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn một nhóm đồng nghiệp vẫn đang đứng trước cửa. Có việc sao? Cô ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng hỏi. Nhận được hoa của anh chưa?
thanh âm của anh ôn nhu. Ừ, thích không? Hỏi như vậy muốn cô trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cô nói cô không vui? Thực sự biết rõ còn cố hỏi. Đại khái là biết đáp án của cô, anh sửa miệng lại hỏi, nhìn thấy thư rồi sao? Ừ, tất cả viết trên đấy đều là thiệt tình anh nói nha. Hoa có đẹp cũng không bằng 1/10 của em trong lòng anh. Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu thâm tình nói hết với cô, làm cho Nam Thiến ở đầu bên đây điện thoại nhịn không được đỏ mặt lên. Chồng của cậu đúng hay không? Tiểu Mỹ đột nhiên đứng bên cạnh hỏi, dọa Nam Thiến một cú sốc hơn. Hơn nữa không biết khi nào, mới nãy nhóm đồng nghiệp đứng trước cửa công ty, nhưng toàn bộ trận địa đi vào bên cạnh của cô rồi. Nhất định mà, xem mặt của cậu hồng thành như vậy, còn vẻ mặt hạnh phúc. Wow, thật sự làm cho người ta hâm mộ, thật sự hâm mộ. Đồng nghiệp của cô cố ý ở bên người kêu to. Làm sao vậy? Đầu cái điện thoại khấu đoạt nghe thấy xôn xao. Không có gì, Nam Thiến nhanh chóng trả lời. Anh còn có việc sao? Không có việc gì em muốn gác điện thoại. Chờ một chút, có việc. Khấu đạt sợ cô cứ như vậy đem điện thoại cắt đi. Chờ anh một chút. Nhìn phía trước mắt hé ra từng khuôn mặt chờ đợi, Nam Thiến không thể nào không nói với khấu đạt ở đầu bên kia điện thoại. Sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người, năn nỉ. Có thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại sao? Xem vẻ mặt cầu xin của cô, mọi người đành phải sờ sờ cái mũi, tự trở lại chỗ ngồi. Bất quá nhưng cũng đồng thời đem lỗ tai kéo dài qua lén, dù sao cũng hiếu kỳ ai cũng có. Này, anh nói chuyện là chuyện gì? Nam Thiến cầm di động ngồi tại chỗ, thấp giọng hỏi. Buổi tối cùng anh đi tham gia một yến hội được không? Nam Thiến à một tiếng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu loại sự tình này. Cô không biết nên trả lời hảo hoặc không tốt. Có thể chứ, cô trầm mặc làm cho anh lại lần nữa ra tiếng. Là vì không chuyện sao? Cô do dự. Một nửa, anh trả lời làm cho cô không được rõ ràng. Có ý gì? Vốn đơn thuần vì công tác, nhưng nghe nói ba của anh cũng phải đi, cho nên vì làm cho ông ta có cơ hội không có gì ăn no rất nhàn, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của buổi tối. Thực xin lỗi vợ. Khấu đạt thở dài. Cái anh gọi ăn no rất nhàn là ý gì? Ông ta còn không có buông tha cho. Buông tha cái gì? Anh bất đắc dĩ than nhẹ. Buông tha đem chồng của em giới thiệu với các danh môn thục nữ, đại ngốc. Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc khi không ở bên chồng, thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh. Rất nguy hiểm, trước đây cô như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua lại sự tình này. Với lịch sử của khấu đạt, rất hiểu có người phụ nữ muốn lấy anh. Hơn nữa ở giữa còn có một ông bố hay gây khó dễ, cô có đem lại hạnh phúc cho anh quay đầu cùng được sùng ái, vì sao không nắm chắc hết thảy hạnh phúc còn rụt rè làm bộ làm tịch. Thật sự không thể xem nhẹ, phải cảnh tỉnh. Được, em đi cùng anh, cô trả lời, chợt nhíu mày. Nhưng quần áo của em hôm nay mặc không thích hợp để tham dự yến hội đêm nay. Điểm ấy em không cần phải lo lắng, chuyện quần áo do cho anh là được, anh nhanh chóng nói. Sợ như cô vì một lý do này mà thay đổi quyết định, làm cho cô có điểm muốn cười. Yến hội mấy giờ bắt đầu? Cần em tăng ca sớm không? Cô hỏi. Anh suy nghĩ chốc lát. Em có thể xin phép sao? Nếu có việc là có thể. Như vậy anh 4 giờ đi đón em được chứ? Được. Anh đột nhiên trầm mặc một chút, sau đó thâm tình ôn nhu nói. Vợ, cảm ơn em. Còn nữa, anh yêu em. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam Thiến không tự chủ mỉm cười. Mới buông di động, đám đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà liền nhàn đến hỏi việc gì, lập tức vây quanh cô, người một lời ca tán tỉnh thỉnh giáo các chị chồng, khiến cho cô dở khóc dở cười, chỉ kém không kêu cứu mạng. Thật hy vọng lão bản nhanh một chút về nhà nha. Nhìn khấu đạt thoải mái tung tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên làm việc. Nam Thiến cũng mệt không có khí lực ngăn trở. Từ trước 4 giờ rưỡi, đi vào gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với khấu đạt cùng lão bản nương. Lưỡi sán hoa sen rực dây dưới, thử qua hết bộ quần áo này tới bộ quần áo kia. Bọn họ nói cho cùng thoải mái, mặc thử không nhất định phải mua. Mặc thử lại không cần tiền, cho nên anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử. Sau đó mặc danh kỳ diệu, mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giày dép. Hai chữ ướm thử cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về. Cô đương nhiên là có thử ngăn cản hành động cũng như nổi điên của khấu đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh tự hồ đã sớm chuẩn bị 100 lý do thuyết phục cô. Cái váy này ngắn quá. Khi cô soi mói như vậy, anh sẽ nói, chân của em đẹp như vậy, giấu giếm rất đáng tiếc. Anh muốn người khác đều hâm mộ vợ anh. Vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi. Cái này rất hở hang. Khi cô lấy cớ này, anh còn nói, vậy sao, anh cảm thấy em mặc vào rất là đẹp.
Hơn nữa ngẫu nhiên đổi hình tượng có sao đâu, em không biết sao vợ. Màu sắc cái này em không thích. Nhưng anh là thật thích nha, em có thể mặc ở nhà cho anh xem thôi. Kiểu dáng này em không thích. Ngẫu nhiên thử một chút, hình thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá nha. Nhưng mà cô cuối cùng rõ ràng trực tiếp chỉ ra, em chỉ là muốn đi tham gia một yến hội thôi mà, căn bản là không cần mua nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo của em đều có đẹp lắm, ở nhà ra ngoài đều thích hợp, huống chi lo trước khỏi họa. Ai biết lão nhân ngày nào đó lại giở trò cũ đáng ghét, đến lúc đó quần áo liền được dùng. Cho nên lão bà nương, gói tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày nữa, rồi linh kiện cần thiết, chúng ta đều phải muốn. Anh nói xong liền đưa thẻ bạch kim ra, cô còn có thể nói cái gì? Không lời nào để nói, thật sự không lời nào để nói. Anh thay cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến toe toét, thay bọn họ đem từng cái túi quần áo chuyển lên xe xong. Bọn họ rốt cục xuất phát đi tới nơi yến hội. Đó là một vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh. Ban đêm đèn đúc sáng trưng chiếu xuống có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa. Nhưng so với bên trong, biệt thự trang hoàng cùng bố trí kim quang, lòe lòe khoa trương, ngoài phòng hết thảy liền có vẻ bình thường hơn. Nam Thiến thật cố gắng lắm, mới giúp mình giấu giếm bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối, miễn xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thật là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc suy nghĩ cái gì, mỗi trong nhà biến thành khách sạn 5 sao, thật sự có vẻ thoải mái ư. Em suy nghĩ cái gì vậy? Khấu Đạt hỏi thình lình làm cho cô nháy mắt hoàn hồn. Không có. Cô vội vàng lắc đầu. Biểu tình của em không phải như vậy nha. Anh có vẻ nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Biểu tình của em? Biểu tình của em nói cái gì? Cô lo lắng lấy tay sờ lên gương mặt. Nó đang nói có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự là lãng phí tiền. Nam Thiến khó có thể tin trong nháy mắt mở to hai con mắt, cứng họng nhìn anh. Có tật giật mình như vậy sao? Chồng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường, không phải sao? Khấu Đạt mỉm cười. Không nhịn được, khuynh thân hôn cô một chút. Cô thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn xuống quanh trái quanh phải, chỉ sợ màn làm người ta thẹn thùng rồi bị người khác nhìn thấy. Em đang làm gì? Khấu Đạt buồn cười hỏi. Nam Tiến không trả lời, bởi vì cô phát hiện một không, ít nhất có hai cô gái lấy ánh mắt đối địch vô cùng đố kỵ, trừng mắt nhìn cô, bốn mắt giao tiếp, các nàng nhưng lại không hẹn cùng nhau đi hướng này, làm cho cô không tự chủ được trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Làm sao vậy? Chú ý tới trên gương mặt của cô có một chút thay đổi, Khấu Đạt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cô không có trả lời, chính là lặng lặng nhìn theo ba cô gái đang đi về hướng mình. Xem, cô đã nói ít nhất có hơn hai đi, anh mị lực thật là lớn. Chú ý tới ánh mắt của cô, Khấu Đạt quay nhìn lại, lập tức nhíu mày. Ba cô gái kia dường như đồng thời đi vào trước mặt vợ chồng bọn họ. Hai, Khấu Đạt, đã lâu không thấy. Cô gái đứng bên trái nói. Hai, Khấu Đạt. Cô gái đứng ở giữa chào hỏi. Hai. Cô gái đứng bên phải nói, trên gương mặt mang theo mị hoặc cười tươi. Nam Thiến bất động thanh sắc đứng tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt như thế nào, cùng với giới thiệu của cô với anh là quan hệ như thế nào với ba đại mỹ nữ. Chính là cô vạn vạn không nghĩ tới, anh so với cô càng gặp nguy không loạn, như núi Thái Sơn phủ băng mà mặt không đổi sắc. Đầu tiên anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, giữ lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn cô mỉm cười xong, ngẩng đầu lên đối mặt với các cô gái trước mắt. Hai, đã lâu không thấy. Anh hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Đây là vợ thân yêu nhất của tôi, Nam Thiến. Vợ, vị này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha anh 500 vạn để chia tay anh. Vị này là Lý Khang Nghi, cũng lấy 500 vạn. À, về phần vị này. À, thật có lỗi, tôi đã quên tên của cô rồi. Cô ta có vẻ chịu thiệt một chút, bởi vì là bị ba nhìn trúng mối quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được. Khấu Đạt giới thiệu đôi bên, phương thức giới thiệu không lưu tình chút nào, thẳng thắn, làm cho Nam Tiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng lên tiếng. Chồng. Anh nhẹ giọng kêu to. Ừ. Anh mỉm cười cúi xuống xem cô. Chuyện gì? Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh. Phương thức giới thiệu này có thể hay không rất mực. Em gọi là Trương Ái Ninh. Cô gái bị quên tên không cam lòng, bị vắng vẻ mở miệng. Tứ thiếu gia, tuần trước chúng tôi mới thấy qua mặt nha, nhưng lại không chỉ một lần. Anh thật sự là xác minh câu nói quý nhân hay quên việc. Chuyện không chỉ gặp qua một lần, tôi đương nhiên là nhớ rõ, bởi vì cảm giác không chịu nổi, chán ghét này rất khó quên được. Nếu cô đã từng không thích người khác dây dưa, nên biết. Khấu Đạt thong thả nói tiếp.
Chỉ thấy cô gái tên là Trương Ái Ninh, sắc mặt nhất thời trắng đi một mảng, rất phấn khích, tiếp theo liền giận, không thể át chừng mắt, nhìn cho vợ chồng bọn họ một cái, không nói hai lời liền đá đầu rời đi. Một người đi rồi, còn lại hai người. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Khấu Đạt nhìn về phía Trần Vĩnh Tiệp, vẻ mặt giống như ngàn vạn lời muốn nói. Khấu Đạt, em lúc trước nhận lấy tiền của cha anh thì thật là bất đắc dĩ. Như là luôn luôn chờ đợi anh, đem lực chú ý đặt trên người mình. Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu xin, mang đến điểm đáng thương. Cái này tôi biết. Anh lại xuất hồ ý liêu ngoại trả lời. Anh có biết? Cô ta trong mắt lập tức phát hiện một chút hy vọng. Bởi vì cô thua lỗ gần 200 vạn trái phiếu, bất đắc dĩ thôi. Mà cô còn lại muốn đầu tư cổ phiếu, cần bổ sung thêm về tài chính, chuyện đó tôi đều biết. Cho nên tôi mới không thể trách các cô, không phải sao? Bởi vì ngay lúc đó các cô thực sự cần tiền. Trần Vĩnh Tiệp cùng Lý Khang Nghi, hai người thân thể đồng thời cứng lại, không nghĩ tới anh đều biết tất cả. Nhưng anh vừa rồi có phải hay không nói? Anh cũng không có trách ý gì cả. Như vậy, em đến bây giờ còn yêu anh, Khấu Đạt. Lý Khang Nghi giành trước bật thốt lên. Em cũng vậy, Khấu Đạt, trừ anh ra em không thể yêu người đàn ông thứ hai. Trần Vĩnh Tiệp đi theo xông tới. Hai nàng vừa nói xong, lập tức nhìn chằm chằm đối phương. Nam Thiến trầm mặc đứng ngay tại chỗ, nhìn thân quỷ dị hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại là như thế nào? Cô là vợ chính thức, chẳng lẽ người vô hình hay sao? Các nàng hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của cô. Hướng chồng của cô thổ lộ tình yêu, đã thế còn trình diễn tiết mục tình định gặp nhau, có thể hay không rất buồn cười. Vợ, mặc kệ các cô ấy nói gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em, hiện tại cùng tương lai đều giống nhau. Khấu Đạt đột nhiên cúi đầu, thân tình chân thành dừng ở cô, nói xong thuận thế khuynh thân hôn luôn cô một cái. Không nghĩ tới anh sẽ phản ứng như vậy, Nam Tiến không chủ động được đỏ mặt, sau đó thấy hai cô gái kia nháy mắt đỏ bừng, sống chết chừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Chồng, em đói bụng rồi. Cô mở miệng nói, không nghĩ lại ở trong này, cùng hai nữ nhân kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đáng giận, anh đã quên mất em còn chưa ăn tối, em hẳn là còn sớm nhắc nhở anh. Khấu Đạt thấp rửa một tiếng tự trách nói, đi, anh mang em đi ăn cái gì? Nói xong lập tức ôm cô hướng đến khu để cơm, hoàn toàn để quên hiện trường còn hai nữ nhân khác tồn tại. Nam Thiến có điểm vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ anh thật sự không cần hai cô gái kia, trong mắt chỉ có cô. Đi vào khu tiệc đứng mới ăn có chút gì, liền không ngừng có người biết Khấu Đạt đi tới chào hỏi, làm cho cô có điểm gì đó vô thố. Nhưng anh lại không hề e dè, ôm thắt lưng của cô, gặp người liền giới thiệu với cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hại cho cô trên mặt thủy chung đỏ bừng. Ba anh quả nhiên cũng tham dự yến hội này, ông ta tiến đến cùng con chào hỏi, lại hoàn toàn không nhìn thấy con dâu. Hơn nữa là tựa như Khấu Đạt lúc trước nói, chỉ cần tìm cơ hội liền thay anh giới thiệu với danh môn phụ nữ, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Thương tâm sao? Không, cô ngược lại cảm thấy buồn cười thì đúng hơn. Bởi vì Khấu Đạt luôn luôn tồn tại bên cô, hồ nháo, lập tức đối với cô động tay động chân, lập tức đối cô kề tai nói nhỏ lặng lẽ, lập tức cùng đối phương trang phục, liều mình tán dương vợ là có bao nhiêu ưu điểm. Hại cô đứng một chỗ bên xấu hổ lại cảm thấy buồn cười. Nhưng rồi người xấu hổ là cha anh, không chỉ xấu hổ, căn bản là bị cho anh làm tức giận đến sắp học máu, hại cô lo lắng gần chết. Tóm lại chỉ một buổi tiệc thôi, làm cho cô so với việc đi trực ban ngày còn mệt mỏi hơn. Bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu được gì, ít nhất xác định một sự kiện, đó là trong mắt và trong lòng anh chỉ có cô mà thôi, thật vui vẻ. Buổi sáng tỉnh lại, chồng bên cạnh còn ngủ, Nam Thiến thành thói quen được giữ anh trong người, loại cảm giác này nó không nên lời. Nhưng mà mở mắt có thể nhìn thấy anh, làm cho cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là ngay trước mặt tự hỏi. Nếu là hỏi ngược lại, cô hẳn sẽ kinh hoàng sợ hãi, bởi vì càng có thói quen ở bên cạnh anh, càng khó có thể rời anh đi. Nếu chuyện bất hạnh lần trước tái diễn, cô nghĩ cô sẽ vẫn trốn được, nhưng mà sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng mà làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn là giờ này khác chính mình nhưng lại tuyệt đối không lo lắng, sẽ có khả năng tái diễn lịch sử. Bởi vì hai tháng nay, Khấu Đạt thật sự đã đặt cô lên đầu. Tốt đến nỗi cô đã quên lúc trước thương tâm muốn chết là tư vị gì. Cái này có điểm nguy hiểm, nhưng cô lại hoàn toàn vô lực ngăn cản. Nhìn khuôn mặt bên cạnh ngủ say sưa, khóe miệng của cô lộ ra một chút mỉm cười. Nhớ tới tai nạn tối hôm qua, anh thật sự không phải là đầu bếp giỏi. Cho dù đã được danh sư dạy dỗ, chuyên tâm học tập thì kết quả miễn cưỡng cũng chỉ có thể có một cái lời bình tạm tạm. Nhưng mà tâm ý của anh tuyệt đối không có thiếu. Cho dù tối qua anh nấu cho cô một bữa cơm không có hương vị gì,
ngay cả khoai nhồi thịt cũng ngọt thấy như đường. Mẹ nói không thể khinh địch như vậy, liền tha thứ cho anh. Cho nên anh còn thật sự phải cố gắng rất nhiều, đến mệt phờ, trừ bỏ về nhà ngủ, chuyện gì cũng không tệ. Nhưng không những ngay cả một câu oán hận cũng không có, thậm chí còn làm việc nhà, bao gồm quét tước, nấu cơm, giặt quần áo, còn có mỗi ngày đưa đón cô cùng đi làm, có rảnh thì tìm lấy cùng cô hẹn hò. Mang cô ăn lần lượt các món ngon của Đài Bắc. Trừ lần đó ra, anh còn mạc xanh kỳ diệu thành thói quen tặng hoa cùng lễ vật cho cô, làm hại nhóm đông sự nữ trong công ty, một đám đều thành oán nữ. Mỗi ngày đều lấy vẻ mặt hâm mộ, lại ghen tị muốn nhìn cô tan tầm về nhà, cùng chồng cãi nhau. Ngay cả Trương Thúc kết hôn 30 năm cùng dì Tâm Lan cũng như vậy. Cô, không, là anh mới đúng, thật sự hại người rất nặng, nhưng mà lại hại cô thật vui vẻ. Mang theo mỉm cười đó, ngắm nhìn anh ngủ, cô đột nhiên muốn hôn anh, lại lo lắng bởi vậy làm anh đánh thức mà từ bỏ. 2 tháng qua, anh trừ bỏ công tác ở ngoài, còn phải làm việc nhà cùng chiếu cố cô, lấy lòng cô, dầu sắp hết tắt đèn. Tuy rằng mẹ vẫn nói với cô, nếu anh cam tâm tình nguyện làm, lại không oán hận gì, khiến cho anh làm tốt, tốt nhất là thành thói quen, về sau sẽ tốt cho cô. Nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng tiều tụy, đôi mắt càng ngày càng thâm đen, cô cũng đủ lo lắng, làm sao tốt số đây. Cho nên tối hôm qua, cô liền quyết định, gia sự vẫn anh làm, nhưng chuyện bếp núc là của cô. Kỳ thật làm như vậy cũng không hoàn toàn không có tâm tư, bởi vì cô thực sự sợ hãi bị bệnh bao tử. Không có tiếng động mỉm cười, cô nhẹ tiêu sái ra phòng ngủ. Một bên vừa đem mái tóc dài buộc lên, vừa đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra bên trong hiện tại có nguyên liệu nấu ăn gì, đồng thời tính toán muốn làm bữa sáng gì cho anh ăn. Cùng với lần tới đến siêu thị cũng nên bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Thịt hun khói, chân giò hun khói, trứng, thật tốt, nguyên liệu bữa sáng cái gì cần đều có. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn lại không đủ cho cả ngày. Xem ra hôm nay cơm trưa hoặc cơm tối, nếu muốn ăn ở nhà, thế thì phải tranh thủ ra chợ hoặc là siêu thị. Lấy ra cái chảo, cô quyết định trước tiên bắt đầu làm trứng ốp lết. Mở bếp ga, đổ một chút dầu. Chờ dầu nóng, sau đó đem trứng đánh vào trong nồi. Một nồi trứng lập tức xông lên mũi. Nhưng mà ngay sau đó cô có một cảm giác buồn nôn. Cô lập tức che miệng, tắt bếp đi, quay người liền phóng vào toilet. Nôn, ngay cả thời gian đem cửa toilet đóng lại đều không có. Một chuỗi buồn nôn đã nhanh chóng theo trong cổ họng trào ra. Nháy mắt cô chạy đến bồn cầu. Nôn, nôn. Trận nôn mửa thứ hai cách đó lần thứ nhất cũng không xa. Trên thực tế dường như là cùng một lúc, mà lần thứ ba cùng với lần thứ hai kém không đến 3 giây. Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ, Nam Thiến đã hôn hết thức ăn trong bụng. Sau đó từ từ nôn mửa biến thành nôn khan. Thanh âm từ từ từng tiếng một, thanh âm từng tiếng một, như là muốn đem vị trong miệng nhổ ra. Rốt cuộc đem Khâu Đạt đang ngủ trong phòng đánh thức. Anh không thèm mặc áo, giống như đầu tàu không thể khống chế được tiến vào. Vợ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nam Thiến không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng chống tay vào bồn cầu đứng lên, sau đó ngăn chặn không được nôn khan lên. Nôn, tại sao có thể như vậy? Khấu Đạt gấp gáp như kiến chân chảo, ở bên cạnh cô đi tới đi lui, lại không có kế sách nào. Em không sao, cô trái lại suy yếu trấn an anh. Không có việc gì làm sao có thể nôn thành như vậy, anh tuyệt không thể tin tưởng cô. Có thể là do bữa tối hôm qua, Nam Thiến đoán. Khấu Đạt ngẩn ngơ, trên mặt nhất thời tràn ngập tự trách. Là do anh làm hại, không phải em nói lung tung, anh đừng tưởng thật. Nhìn bộ dạng anh tự trách, cô chạy nhanh sửa miệng, là anh làm hại, anh có vẻ thực áy náy. Thật xin lỗi vợ, em mới mở miệng muốn nói, không nghĩ tới trận buồn nôn tiếp theo lại vọt lên, làm cô không thể lại lần nữa ôm lấy bồn cầu, nôn lấy nôn để. Chờ cô nôn khan kết thúc, anh đưa cô đến một chén nước. Cảm ơn. Tiếp nhận cái chén, có một chút suy yếu than nhẹ. Giây tiếp theo, anh lại đưa cho cô một chiếc khăn lông ướt. Lúc này cô ngay cả khí lực để cảm ơn cũng không có, trực tiếp tiếp nhận khăn lau miệng, trả lại cho anh. Đến đứng lên, đem khăn mặt quăng đến một bên, anh ôn nhu đem cô từ sàn nhà kéo lên, sau đó đột nhiên chặn ngang ôm lấy cô. Khấu Đạt, cô bị hoảng sợ, nhìn không được kêu ra sợ hãi. Ôm anh sắc mặt ngưng trọng. Anh muốn ôm em đi chỗ nào, mau buông em xuống, em sợ còn có thể lại nôn. Cô suy yếu dãy dụa. Muốn nôn thì nôn lên người anh này. Anh không để ý ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp hướng đi ra cửa. Khấu Đạt, anh muốn ôm em đi đâu? Cô nhịn không được hỏi, còn tưởng rằng anh muốn ôm cô trở về phòng, bệnh viện. Anh nói, em không sao, không cần đến bệnh viện, chỉ cần trở lại phòng nằm một chút là được. Cô ngẩn sốt. Cô ngốc sửng sốt một chút, vội vàng xua tay. Không được, anh không chút do dự cự tuyệt.
thật sự không có việc gì, sau khi nôn em đã tốt hơn rồi, em... Lời còn chưa dứt, một cảm giác một trận buồn nôn khác vọt lên, làm cho cô vội vàng lấy tay gắt gao bịt miệng, chỉ sợ sẽ thực nôn vào người anh. Như vậy em còn dám nói là không có việc gì sao? Khấu Đạt mày nhanh túc, cước bộ không khỏi nhanh hơn lên. Ông nói cái gì? Khấu Đạt ngây ra phỗng nhìn như thuốc, thì thào thấp giọng hỏi. Phu nhân của cậu có thể là mang thai, tôi giúp các người chuyển đến khoa phụ sản khám. Thầy thuốc nói lại lần nữa. Lại ngốc sửng sốt trong chốc lát, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bụng vợ. Ngay cả y tá nói với anh xong rồi, bọn họ đi ra bên ngoài chờ một chút, anh cũng không nhúc nhích. Chồng, phải đi rồi. Nam Tiến có chút xấu hổ lôi anh theo. Thầy thuốc nói em mang thai. Anh phản ứng chỉ độn nhìn cô, tiếp tục đứng ngay tại chỗ không di chuyển. Còn kiểm tra lại mới có thể xác định. Cô có chút bất an, sau đó lần nữa lôi anh đi. Xấu hổ thấp giọng nói, chúng ta đi ra bên ngoài, thầy thuốc muốn khám bệnh cho bệnh nhân khác nữa. Ý là anh phải làm ba ba sao? Anh ngoảnh mặt, làm ngơ tiếp tục ngốc đứng tại chỗ. Thì thào tự nói, anh sẽ làm ba ba, anh không phải đang nằm mơ. Nói xong anh đột nhiên, động thủ tát mình một cái. Y tá một bên ngẩn ngơ, tiếp theo liền nhịn không được cười ra tiếng, mà anh vẫn còn ngơ ngác. Có đau, anh không phải đang nằm mơ. Chọc thầy thuốc cũng cười lên. Nam Thiến đỏ mặt, xấu hổ không biết nói cái gì, đành phải vội vàng bỏ một câu, thực xin lỗi. Sau đó dùng sức lôi kéo chồng bắt đầu ngây ngô, cười rời khỏi phòng. Chờ một chút, chúng ta còn phải đi khoa phụ sản, em muốn đi đâu? Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Khấu Đạt đột nhiên thanh tỉnh, dừng lại cước bộ, về nhà. Cô nói, không phải vẫn chưa đi kiểm tra, làm sao vậy? Anh chú ý tới trên mặt cô, mơ hồ biểu lộ bất an. Anh muốn đứa nhỏ sao? Nam Thiến trầm mặt một chút, mới thử mở miệng. Anh không chút do dự gật đầu, lập tức hỏi, làm sao vậy? Dường như cảm thấy cô có cái gì đó phiền não. Em không nghĩ muốn đứa nhỏ sao? Anh hỏi cô. Em nghĩ muốn. Cô nói. Khấu Đạt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Như vậy em phiền não cái gì hả vợ? Em... Nam Thiến muốn nói lại thôi, làm cho anh nhịn không được nhíu mày. Em không phải đến bây giờ còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm. Không thể tin anh có thể thiệt tình đối đãi với em. Cho nên không nghĩ nhanh như vậy, anh có thể sinh một đứa nhỏ. Anh đoán, cô có chút khiếp sợ, không nghĩ tới anh lại nghĩ như vậy. Không phải, em nói cho anh nghe. Em không phải đầu gỗ, có tâm cũng có cảm giác. Lần này anh thay đổi bao nhiêu, làm bao nhiêu, em tất cả đều biết chứ. Cho nên em rốt cuộc phiền não cái gì? Anh không chuyển mắt nhìn cô chằm chằm. Em trước đây từng bị một lần tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Khấu Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Không hiểu vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện trước đây, nhưng mà cũng không khó mở miệng đánh gãy. Đó là khi em còn em bé, lúc 6 tuổi, tai nạn kia làm cho em ở trong suốt bệnh viện một tháng, ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm. Nhịn không được nhíu mày, Khấu Đạt không nghĩ tới cô từng bị đau đớn như vậy. Xương hông của em bị gãy, lực va đập rất lớn, lúc tai nạn không chỉ làm em gãy xương, còn khiến cho em tổn thương phần tử cung. Cô nói giọng thấp, thường thầy thuốc lúc đó nói cho em biết, em đời này muốn mang thai sinh đứa nhỏ sẽ khó hơn người bình thường, thậm chí không có khả năng, bởi vì tử cung của em lúc ấy đã bị thương. Cho nên vừa rồi em mới hỏi anh, có muốn giữ đứa nhỏ hay không sao? Em lo lắng lời bác sĩ trước kia à? Cho nên không thể nào vui nổi. Anh bừng tỉnh đại ngộ, cô hốc mắt phím hồng gật gật đầu. Đứa ngốc! Khấu Đạt nhịn không được đem cô vào lòng. Vì sao lại buồn sự tình phiền não như thế này? Anh nói muốn đứa nhỏ là vì đứa nhỏ này em sinh cho anh. Anh mới muốn, nếu không phải em sinh, đưa anh cũng không cần. Sao lại không thể vui mừng, ít nhất cũng phải sung sướng một chút chứ. Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự nhiên, anh không bắt buộc, em cũng không cần nghĩ nhiều. Anh ôn nhu trấn an. Nhưng em không muốn làm cho anh thất vọng. Cô nghẹn ngào. Anh vừa rồi trong bệnh viện thoạt nhìn vui vẻ như vậy. Em sẽ chỉ làm anh lo lắng, sẽ không làm cho anh thất vọng. Lúc trước, ở nhà nhìn em nôn giống như ngay cả đi vị điều, phải nhổ ra. Em có biết anh lo lắng bao nhiêu không? Còn có vẻ mặt vừa rồi của em cũng làm cho anh thực sự lo lắng. Anh sợ mình lại làm sai cái gì, làm cho em mất đi tín nhiệm cảm giác an toàn đối với anh. Cho nên không cần lại làm cho anh lo lắng nữa được không? Nếu kết quả kiểm tra em không mang thai, hơn nữa về sau rất khó mang thai. Anh không phải mới vừa nói sao? Chuyện con cái thuận theo tự nhiên, anh không bắt buộc. Anh lắc lắc nhẹ đầu, giọng đánh gãy. Nếu có đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không, hai chúng ta liền dắt tay nhau thoải mái khoái trá đi suốt cuộc đời, có được không vợ? Nước mắt chậm rãi theo hốc mắt chảy xuống, Nam Thiến không tiếng động gật đầu. Anh nhớ rõ lúc trước kết hôn, rõ ràng với khuôn mặt luôn tươi cười, như thế nào biến thành hai mắt đẫm lệ.
Anh thở dài, Ôn Nhu lại đau lòng thay cô, lau đi giọt nước mắt. Đừng lo lắng lung tung nữa được không? Cô gật gật đầu. Vậy hiện tại có thể đi khoa phụ sản sao? Do dự một chút, cô rốt cuộc cũng lại gật đầu. Đừng nghĩ nhiều, hãy thuận theo tự nhiên. Anh hôn môi cô một chút, lại trấn an. Lời nói của anh khiến cho cô có thêm dũng khí, lại gật đầu, lúc này kiên định rất nhiều. Hết thảy thuận theo tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cô nói cho chính mình cũng thôi miên chính mình, nhưng trong lòng vẫn thanh âm. Hy vọng ông trời có thể cho cô cơ hội làm mẹ. Cô thề mình nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Làm ơn đi, ông trời. Chúc mừng cô mang thai. Khi bác sĩ mỉm cười với cô nói những lời này, Nam Thiến nước mắt rơi như mưa, kích động không thể khống chế chính mình. Cô mang thai, thật sự cô đang mang thai. Không có thể làm cho Khấu Đạt thất vọng, cũng không có gì làm cho anh không vui bằng một hồi. Trong bụng của cô có cục cưng, hai người bọn họ có một đứa nhỏ. Ồ, cô thật sự mang thai. Kế tiếp bác sĩ nói cái gì cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Khấu Đạt tự hồ luôn luôn tại cùng bác sĩ nói về chuyện này. Về phần nói cái gì cô có một chút ấn tượng đều không có. Chờ khi cô rốt cục khôi phục bình tĩnh, hai người đã về nhà. Mà Khấu Đạt vội vàng ở bên cạnh cô, tiếp điện thoại. Dạ con biết, con sẽ bên ngoài tìm xem có ai bán hay không. Dạ con biết, nhưng con sợ tính sai. Rất đơn giản, không phải con biết. Dạ thật, Tiểu Thiến sao? Đột nhiên nghe thấy tên mình, Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được tò mò, dựa vào hơi hướng chồng, không tiếng động hỏi, ai nha? Mẹ em, Khấu Đạt dùng khẩu hình miệng trả lời với cô. Mẹ, Nam Thiến khinh sửng sốt một chút, nói với anh, cho em nghe. Mẹ, Tiểu Thiến muốn cùng mẹ nói chuyện. Khấu Đạt nói với nhạc mẫu đầu kia, sau đó đem điện thoại giao cho vợ. Mẹ đã biết chuyện em mang thai. Anh nói với cô, đồng thời thân thủ đem ôm cô vào lòng, làm cho cô có thể thoải mái dựa vào chính mình, cũng làm cho chính mình có thể ôm cô cùng đứa nhỏ đang trưởng thành trong bụng. Mẹ, tiếp nhận điện thoại, Nam Thiến ngọt ngào với mẹ ở đầu bên kia điện thoại, tâm tình vô cùng tốt. Mẹ nghe Khấu Đạt nói con mang thai, đang là thật vậy chăng? Không phải thông tin con rể nói, chính là muốn nghe con gái chia sẻ niềm vui này. Dạ, đây là âm thanh hạnh phúc, chúc mừng con, Tiểu Thiến. Cảm ơn mẹ, thật, đoạn tình cảm chấm dứt, nên trọng điểm. Mẹ vừa rồi đã qua hỏi Khấu Đạt tình trạng của con, nghe nói tình huống cũng không tệ lắm. Nhưng mà chính tình trạng thân thể của con, chính con hẳn biết, cho nên trong lúc mang thai, làm cái gì đều phải rất để tâm. Uống thuốc bổ sung cũng không thể thiếu, mẹ đã cho Khấu Đạt hẳn là chú ý chuyện tình cũng nên uống thuốc bổ. Vì để ngừa vạn nhất, mẹ nói lại lần nữa với con, nghe tốt lắm, không nhỉ? Không thể ăn đồ lung tung, không thể mang vật nặng, không được lên cao lấy đồ vật, có thể ăn liền ăn, có thể ngủ là ngủ. Mẹ đầu bên kia điện thoại nói, Khấu Đạt cũng tựa vào bên tai cô, nói vào lỗ tai khác của cô, một chữ không lầm làm cho cô kinh ngạc tròn hai mắt, cũng không thiếu một chút nữa cười ra tiếng, đừng náo loạn. Cô đổi bên tai bên này nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu, anh nào có náo loạn, đây chính là chuyện rất trọng yếu nha. Anh vẻ mặt vô tội, sau đó tiếp tục hòa cùng mẹ vợ ở đầu bên kia điện thoại, thao thao bất tuyệt hạng mục công việc cần chú ý. Cảm thấy không thoải mái sẽ đi khám bác sĩ, nếu có bị ra máu, trăm ngàn không cần quá khẩn trương, nhanh đi khám bác sĩ, trọng yếu nhất là 3 tháng đầu, đừng để cho Khấu Đạt chạm vào con. Khấu Đạt đột nhiên câm mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra biểu tình khó có thể tin, sau đó đột nhiên tiến bên cạnh điện thoại, oán giận đối với mẹ vợ đầu tiên bên kia điện thoại, sao điểm ấy mẹ vừa rồi chưa nói. Không nghĩ tới anh lại làm như vậy, Nam Thiến ngây người ngẩn ngơ, hé mặt ra lập tức đỏ bừng lên. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đánh cô một cái, dở khóc dở cười. 3 tháng, chuyện này rất không có nhân đạo. Anh có vẻ mặt cầu xin, còn cô cố ý lớn tiếng, dường như chỉ sợ mẹ vợ đầu bên kia điện thoại nghe không thấy. Khấu Đạt! Nam Thiến nhịn không được đánh lại anh một cái, mặt đỏ đến độ sắp thiêu cháy, anh nhất định là có ý. Nhưng mà vì vợ yêu cùng đứa con, con sẽ nhẫn nại, thỉnh thoảng mẹ vợ yên tâm. Anh đột nhiên lại lớn tiếng nói, làm đầu bên kia điện thoại Nam Mẫu nhịn không được nở nụ cười. Nó bình thường đều đùa giỡn như vậy sao? Bà vừa cười vừa hỏi. Hôm nay có điểm thất thường, đại khái là hưng phấn quá độ. Nam Thiến trả lời. Em nói đúng vậy, vợ. Anh đồng ý sau đó hôn cô một cái. Thanh âm hôn môi lại rõ ràng lớn rơi vào đầu điện thoại. Nó đang hôn con sao? Nam Mẫu ha hả nở nụ cười. Nam Thiến mặt đỏ đến bạo, chỉ có thể sống chết chừng anh, căn bản không có mặt mũi nào trả lời. Đúng vậy mẹ, người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan tiếp nhận điện thoại trong tay mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Nam Mẫu nhịn không được tại đầu bên kia cười to ra tiếng, mà Nam Thiến bên đây thì bắt đầu đỏ mặt lên,
thần thủ đánh người đàn ông bên cạnh mình. Anh cũng không dám trả lời như vậy, quá mất mặt, thật sự quá mất mặt. Mẹ, con gái mẹ ngược đãi con, cô ấy đánh con. Người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan ra vẻ ủy khuất hướng mẹ vợ trách cứ. Đánh là vì tình, mắng là yêu, con cứ vui vẻ nhận. Nam mẫu cười nói. Khấu Đạt ngẩn ngơ, không nghĩ tới mẹ vợ sẽ dùng cách chiêu này. Dạ, tiểu tế thủ giáo. Anh cười khổ. Nam Thiến nhịn không được cười ra tiếng, hai má đỏ bừng lên, mê người tươi cười, làm cho Khấu Đạt ngực căng thẳng, dường như không thể hô hấp. Vợ em thật đẹp. Anh ngơ ngác ngóng nhìn cô, không tự chủ được bật thốt lên nói. Wow, mặt Nam Thiến mới hơi chút hạ nhiệt, trong nháy mắt lại nóng bừng đỏ lên. Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cô vừa thẹn lại chợt quẫn đánh anh. Chợt nghe tiếng cười khoái trá của mẹ từ đầu bên kia truyền đến, cùng với một thanh âm đặc biệt đề cao. Mẹ không quấy rầy vợ chồng các con nói chuyện yêu đương. Tiểu Thiến, có rảnh con lại gọi điện thoại cho mẹ nhé. Bye bye. Nói xong lập tức cắt điện thoại. Nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tít tít, Khấu Đạt đem điện thoại để xuống. Tốt lắm, anh vừa lòng mỉm cười. Cái gì tốt? Cô hờn dỗi trừng mắt. Anh không phải là đến bây giờ còn ghi hận mẹ em lúc trước lừa anh, cho nên mới liều mình ngăn cản em cùng mẹ thân cận. Nguyên nhân gì khiến cho em kết luận như vậy? Khấu Đạt dở khóc dở cười. Bằng không anh vừa rồi làm chi vẫn quấy nhiễu em cùng mẹ nói chuyện. Anh có quấy nhiễu sao? Không có sao? Cô lé mắt nhìn anh. Trời đất chứng giám không có được không? Anh ủy khuất nói. Vậy hành vi vừa rồi anh gọi là gì? Cô hỏi. Hành vi nào? Anh biết rõ còn cố hỏi, lập tức làm cho vợ giận trừng mắt. Kìa bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, làm cho anh trong nháy mắt lập tức ngực đập chật một nhịp, cảm giác hô hấp khó khăn. Vợ, anh bỗng nhiên nhanh tay bắt được ngực, biểu tình thống khổ. Anh nói rồi lại thôi, thoạt nhìn như thống khổ đến nói không nên lời, hướng cô ngoắc, muốn cô tới gần. Chồng, anh làm sao vậy? Không cần làm em sợ. Cô lập tức dựa vào anh, sao biết tiếp theo anh lại đột ngột chạm lên môi của cô, nói. Anh là kìm lòng không được, tiếp theo liền hôn cô. Nam Thiến lần đầu tiên ngây người một chút, kế tiếp lại cảm thấy tức giận. Cô dùng sức đẩy anh ra, tức giận động thủ đánh anh. Anh làm chi vậy? Em sợ hết hồn. Cô lập tức dựa vào anh. Thật xin lỗi, nhưng mà anh vừa rồi thật sự có loại cảm giác không thở nổi. Anh lập tức lại đem cô ôm vào trong lòng. Anh nói khép nép giải thích. Vừa nghe anh nói như vậy, lập tức bị lo lắng thay thế. Làm sao vậy? Cô quan tâm hỏi. Bởi vì em thật đẹp, làm cho anh có cảm giác không thở nổi. Tức giận mới bình ổn trong nháy mắt lại toát ra ngọn lửa. Nam Thiến tức giận thân thủ muốn đánh tay anh. Tay ở giữa không trung bị anh đỡ, sau đó đến bên môi ôn nhu hôn môi. Anh yêu em, vợ. Anh thầm tình chân thành ngóng nhìn cô. Cảm ơn em nguyện ý tha thứ cho anh. Lại cho anh một cơ hội nữa để trở lại bên em. Cảm ơn em mang đứa con của chúng ta. Cảm ơn em. Anh yêu em. Tức giận qua đi, thủ nhi đại chi là nói không nên lời, ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô. Cô chậm rãi tiến sát vào trong lòng anh nói, không khách khí. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng vợ bên cạnh, Khấu Đạt sợ tới mức trong nháy mắt liền leo lên giường, nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vợ, vợ em đâu rồi? Anh bối rối dương giọng kêu lên, em ở trong này. Nam Thiến từ trong phòng bếp đi ra. Cầm trong tay tương hoa quả cùng con dao, bởi vì cô đang mang thai, hoàn toàn không thể chạm vào khói dầu, cho nên bữa sáng chỉ có thể ăn bánh mì có sẵn, tương hoa quả để làm sandwich cho đơn giản nhất. Thấy cô, Khấu Đạt nhẹ nhàng mà thở một hơi ra, lại nhịn không được nhíu mày. Em chừng nào thì rời giường, đói bụng cứ bảo anh nha, không cần chính mình xuống giường tìm ăn. Anh nói, đói bụng, sửng sốt một chút, Nam Thiến còn không kịp phản ứng, tương hoa quả cùng con dao trong tay đã bị anh lấy. Muốn anh bánh mì dâu tây phải không? Tương hoa quả muốn thêm bao nhiêu, anh làm cho em ăn. Anh nắm tay cô đi hướng bàn ăn. Em muốn làm bữa sáng cho anh ăn, không phải là em muốn ăn. Làm cho anh ăn. Khấu Đạt ngẩn ra, hoài nghi nhìn cô. Đúng, làm cho anh ăn. Vì sao? Anh không nên đói bụng nha. Vợ làm bữa sáng cho chồng ăn, không phải là chuyện kinh thiên động địa, như thế nào mà còn hỏi vì sao? Cô không khỏi buồn cười. Nhưng trước đây em chưa từng làm như vậy. Phải không, em nhớ lại rõ ràng ngay từ đầu em đã làm như vậy, là nhớ lầm sao? Nam Thiến nhíu mày. Khấu Đạt sừng sốt đột nhiên nhớ tới. Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, thật là mỗi ngày cô vì anh chuẩn bị bữa sáng, vì sao lại quên? Thật xin lỗi, anh sai lầm rồi, vợ.
Anh nhanh chóng nói, nhưng mà anh không chịu đói bụng nha, em làm sao có thể đột nhiên muốn làm bữa sáng cho anh ăn? Anh khó hiểu. Không phải đột nhiên, mà là em tự quyết định từ hôm qua, bởi vì sau khi chuẩn bị 3 bữa ăn là do em phụ trách, ai biết lại phát sinh chuyện sáng nay. Hiện tại em không thể ngửi thấy mùi khói dầu, chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản, gánh vác một chút việc như vậy. Cô thán. Em muốn gánh vác cái gì? Đừng sằng bậy, đừng quên là em hiện tại đang mang bầu. Khấu Đạt thật khẩn trương. Em biết. Vợ đáp ứng anh, hiện tại trừ nghỉ ngơi, cùng đi ăn, chuyện gì cũng đừng làm. Không chuyển mắt nhìn cô, anh nghiêm trang yêu cầu. Anh cho em làm lợn nha. Nam Thiến nhịn không được nở nụ cười. Không, anh nghĩ em là phụ nữ có thai. Vợ, nhanh chút đáp ứng anh. Anh muốn em đáp ứng cái gì? Trừ bỏ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn, chuyện gì cũng không được làm. Em làm không được. Vợ, chồng. Cô đánh gãy anh. Anh không phải nói bác sĩ tất cả đều tốt, tạm thời nhìn không ra dị thường sao? Một khi đã như vậy, vì sao em không thể sống một cuộc sống của một người phụ nữ có thai bình thường? Người bình thường khi mang thai cũng phải theo lẽ thường công tác, cứ theo lẽ thường cuộc sống, sau đó làm như cũ có thể sinh ra một cục cưng khỏe mạnh. Cô cùng anh giảng đạo lý. Anh nhăn mày, em biết rõ thân thể của mình cùng người khác không giống. Kia em cũng không cần uốn cong thành thẳng nha. Cô nói, thân thể của mình chính là mình hiểu được, em tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương đến nó. Anh yên tâm, em so với ai khác đều còn thương con hơn nhiều. Hy vọng con có thể trưởng thành khỏe mạnh, sau đó sinh ra khỏe mạnh, khỏe mạnh lớn lên. Cô cúi đầu, nhẹ vỗ vào bụng phẳng đang mang thai sinh mệnh trên gương mặt tự nhiên và tản ra một hào quang mẫu tử xinh đẹp. Khấu Đạt biết rõ cô nói đạo lý, nhưng vẫn lo lắng. Vậy em ít nhất đáp ứng anh đem công tác hiện tại từ bỏ được không? Anh do dự yêu cầu, lúc trước giúp cô bỏ công việc buổi tối, làm cô thực không vui, cảm thấy không chịu tôn trọng. Lúc này anh còn nói như vậy, có thể hay không lại chọc cô không vui. Thật, ngoài dự tính của hắn, cô lại gật đầu. Trên thực tế, hôm nay em cũng đến công ty từ trước. Tuy rằng như vậy bỏ đi công tác có điểm thực xin lỗi công ty, nhưng em nghĩ bọn họ hẳn là có thể thông cảm. Anh cùng đi với em. Khấu Đạt mừng rỡ, không nghĩ tới cô sớm có ý tưởng giống anh. Anh xác định sao? Cô lấy vẻ mặt không xác định nhìn anh một cái. Vì sao lại nói như vậy? Nam Thiến thần bí nháy mắt một cái. Anh có biết ở công ty em rất nổi hay sao? Anh cho là anh thật lâu đã không đọc tạp chí Bát Quái hoặc tin tức. Anh nhíu mày. Em không cho là biết khoảng thời gian này không được 5-3 hôm lại đưa hoa tặng lễ vật cho em, làm cho anh thanh danh lan xa ra. Chỉ cần là thanh danh tốt, không phá hư là được. Anh nhếch miệng cười. Anh xác định. Anh xác định mà. Hy vọng anh đến đó đừng hối hận. Anh không hối hận đâu. Khấu Đạt không nghĩ tới sẽ có loại hình này. Một đống phụ nữ đem anh trở thành động vật tuyệt chủng, gần gũi vây quanh anh, còn dăm ba hôm lại quăng ra một ít vấn đề mạc danh, kỳ diệu, muốn anh trả lời. Mà vợ thân yêu của anh lại có thể để anh một mình nơi này. Bản thân của cô gọi là dì Tâm Lan và chủ ở đây, nhốt tại văn phòng khoái trá nói chuyện phiếm. Anh hối hận đến đây. Không, nên hối hận đem vợ mình làm hư, mới có thể làm cho cô quên đạo lý cơ bản, suy bụng ta ra bụng người. Cô chẳng lẽ không thể biết làm như vậy, tựa cảm giác anh mang cô đi tham gia yến hội, lại đem cô một mình để một bên sao? Không, không giống. Yến hội ít nhất còn có một đống đồ ăn chồng chất như núi để ăn, mà anh lại đứng một chỗ này, dùng ánh mắt như muốn cắn nuốt anh. Vợ, em làm như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Chẳng trách, tục ngữ có câu, độc nhất là lòng dạ phụ nữ mà. Ai oán nhìn vợ ở chỗ văn phòng, mà người phụ nữ bên cạnh còn đuổi theo anh, hỏi một chút về mặc danh kỳ diệu làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Anh xác định Nam Thiến có lừa anh vụng trộm, ăn quà ngại gì không, không có để dưới gối hoặc là ví của anh bùa chú, cũng không đập vào đầu nha. Không có, anh cố gắng bảo trì phong độ. Anh xác định sao? Tôi xác định. Vậy anh cũng không thể nói cho chúng tôi biết, cô ấy rốt cuộc dùng phương thức gì khiến cho anh che chở đầy đủ cho cô ấy như vậy. Sùng ái đến cực điểm, lễ vật, hoa tươi mỗi ngày đưa đến. Khấu Đạt hoàn toàn không nói gì mà chống đỡ. Nói một chút thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Đúng vậy, nếu ngượng ngừng nói, chỉ cần dùng gật đầu hoặc lắc đầu cho qua đáp án của chúng tôi là được. Một chút, đột nhiên đè thấp tiếng nói, Nam Thiến tại phương diện kia có phải đặc biệt lợi hại hay không? Phương diện nào? Có người trắng mắt lên hỏi, chính là phương diện kia thôi. Phương diện nào? Chính là công phu lên giường đó. À, người nọ lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Như thế nào có phải hay không? Tất cả ánh mắt lại lần nữa trở lên trên người Khấu Đạt. Anh chân chán lấm tấm mồ hôi, xấu hổ bất đắc dĩ không biết làm sao, cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại phụ nữ có thể hay không, đều không hiểu hai chữ thẹn thùng viết lên như thế nào, hay chỉ có vợ của anh đáng yêu, nhẹ nhàng xấu hổ, sẽ mặt đỏ đến mức không thể được.
siêu đáng yêu, siêu mê người. Vợ yêu dấu, vợ đáng yêu, vợ mê người. Em chừng nào thì mới đi ra cứu người trông đáng thương như anh? Như là nghe thấy được lòng anh đang cầu xin kêu cứu, cửa ban công đột nhiên mở ra. Chỉ thấy vợ đáng yêu của anh từ bên trong đi ra. Vợ! Anh khẩn cấp lập tức tiến ra đón, đồng thời thoát khỏi đám phụ nữ đáng sợ kia. Nhìn anh có vẻ mặt đáng thương, ủy khuất, ai oán, khẩn cấp muốn chạy trốn. Nam Thiến thiếu chút nữa không nén nổi cười. Cô cảnh cáo anh là chính anh nó không đáng lo, không đáng trách cô. Em tán gẫu xong rồi. Anh thân mật dắt tay cô. Ừ, có thể đi rồi sao? Anh có điểm gấp gáp. Đồng nghiệp của em đều thật nhiệt tình. Tựa tiếu phi tiếu nhìn chồng, cô chế nhạo thấp giọng hỏi. Khấu Đạt liếc nhìn cô một cái, trừng phạt dùng lực nắm tay cô một chút. Như thế này sẽ tìm em tính toán sổ sách. Anh dùng ánh mắt nói với cô. À ui, vợ chồng các người cũng không thể ân ái như vậy được nha. Bao nhiêu tài trí mà chỉ giáo được một chút, cứ như vậy trước mắt bao nhiêu người đưa tình, thật muốn làm cho chúng tôi hâm mộ, ghen tị đến chết. Được, chúng tôi đi đây. Nam Thiến mặt ửng đỏ nhìn về phía cô ta, làm bộ định đi. Sao biết làm được cô ta ngạc nhiên, không một đồng nghiệp nào mở miệng giữ cô, làm cho cô rốt cuộc nhịn không được dừng lại. Quay đầu nũng nịu kháng nghị. Này, này, mọi người có thể hay không rất vô tình, tôi phải đi nha. Tái kiến. Tiểu Mỹ không một chút để ý nói một câu. Đây là phản ứng gì? Nam Thiến ngạc nhiên nhìn đồng sự, mọi lần vẫn đối xử với cô bình thường, mà bây giờ thái độ lãnh đạm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chồng bên cạnh, hoài nghi lấy ánh mắt hỏi anh. Anh vừa rồi nói gì với bọn họ? Khấu Đạt lập tức lấy vẻ mặt. Anh là trong sạch, người tuyệt đối không phải anh giết. Biểu tình nhìn lại, thái độ bọn họ là như thế nào, lại khẩn trương. Không biết, thật sự không liên quan đến chuyện của anh. Anh không gạt em, anh có thể thề với trời. Trời không chịu nổi, hai người bọn họ lại mặt mày đưa tình. Mỹ Trình dẫn đầu chịu không nổi ra tiếng. Đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Miễn cho mỗi ngày không phải cầm hoa lễ vật trước mặt tôi hạnh phúc, thật chướng mắt. Phải nói ghen tị mới đúng. Đúng vậy, cậu đi nhanh đi, miễn cho ngày nào đó chúng tôi rốt cuộc không chịu nổi kích thích. Đối với cậu làm ra hành động kỳ không thể khống chế được. Tiểu Mỹ tiêu sái khoát tay. Nhưng mà chúng tôi không ngại cậu có rảnh sẽ trở lại thăm chúng tôi. Còn đó, đừng có quên mua quà hay là đồ uống gì nha. Đúng vậy, điểm ấy rất quan trọng. Mỹ Trình còn phụ họa. Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Này nhóm cộng sự thật là một đám người tốt. Vì tách ra cách tình, thế nhưng dùng loại phương pháp này, cô cùng lời nói từ biệt. Tôi sẽ... Cô há hốc mặt đỏ ửng, thanh âm nghẹn ngào mỉm cười. Tốt lắm, vậy đi nhanh đi, đừng đứng đó chướng mắt. Tiểu Mỹ vẫy tay đuổi người. Nam Thiến mỉm cười gật đầu, vẫy tay tái kiến, sau đó xoay người rời đi. Đám đồng nghiệp kia của em đúng là trừ bỏ nói nhiều, da mặt dày, vô lý. Không biết suy nghĩ cái gì, thì cũng không tệ lắm. Vào trong thang máy, Khấu Đạt nói. Nguyên bản Nam Thiến còn có điểm sầu não nhưng vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì kêu đầu không biết suy nghĩ cái gì? Em không biết khi em trong văn phòng, các cô ấy nói với anh cái gì đâu. Cái gì? Các cô ấy hỏi anh, không có uống bùa ngải, bị em cải giáo đầu óc hoặc là phù chú. Nam Tiến ngẩn ngơ, cười ha ha đứng lên, thật sự là rất buồn cười. Trừ cái đó ra, các cô còn hỏi anh một sự kiện khác, chính là công phu lên giường của em có phải rất lợi hại hay không? Anh đột nhiên bên tai cô thấp giọng. Tiếng cười nháy mắt, im bặt, Nam Thiến trừng mắt nhìn anh, chỉnh khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vợ, em thật đáng yêu. Khấu Đạt kìm lòng không được, đem cô ủng tiến trong lòng, sau đó cúi đầu hôn trụ cô. Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa hai nam nữ khác đột nhiên nhìn đôi nam nữ trong máy hôn môi, sau đó quay sang nhìn nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, quấy rầy. Cô gái duy nhất bỗng mở miệng, ngắt ngang không khí thân mật trong thang máy, sau đó không một chút tự trách, ngẩng đầu lên ưỡn ngực, tiêu sái đi vào thang máy. Nam Thiến thẹn thùng tránh vào trong lòng chồng, ngay cả đầu cũng không dám. Trời ạ, quá mất mặt. Nhưng so với vẻ xấu hổ túng quẫn của cô, Khấu Đạt lại mang một chút hạnh phúc, mỉm cười, khoái trá hưởng thụ vợ như con chim nhỏ, nép vào người cùng thẹn thùng, một chút cũng không bị người bên ngoài ảnh hưởng. Anh chính là như vậy, không, phải nói là hạnh phúc, đại khái chính là cái dạng này đi. Bà muốn đi đâu? Nhìn thấy vợ hai mang theo hành lý, dáng vẻ muốn rời nhà trốn đi, Khấu Hạo Hâm hỏi. Đi tới chỗ con. Con nào? Đạt Nhi. Tên kia, bà đi đến để làm cái gì? Khấu Hạo Hâm vẻ mặt tức giận nan bình. Con dâu mang thai, cần người chiếu cố. Con gái kia mang thai? Ông kinh ngạc hỏi, lập tức giận trào lên. Khấu Đạt nó rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Làm sao có thể không cẩn thận như thế? Làm cho cô gái kia mang thai. Nó có biết hay không bây giờ muốn cô ta rời đi, ít nhất phải trả giá gấp 3 lần nó mới có khả năng, thậm chí còn nhiều hơn. Nó rốt cuộc có biết hay không?
Vợ cả ngồi ở một bên uống trà buổi chiều, bỗng nhiên mở miệng. Tôi thấy người không biết đang làm gì, hẳn là ông ấy. Bà đang nói cái gì vậy? Ông có chút không hờn giận, quay đầu, nhìn về phía vợ cả, trầm giọng. Khấu Đạt cá tính như thế, ông làm cha chẳng lẽ không biết sao? Chuyện gì chính mình tự làm, không thích phiền toái người khác. Này Pha Lệ gọi điện thoại hướng mẹ cầu cứu, có thể thấy được nó có bao nhiêu quan tâm, để ý đến con dâu, lại làm sao có thể muốn con dâu rời đi? Cô gái kia căn bản không xứng với nó. Cái gì gọi là không xứng? Cái ông gọi là xứng trừ môn đăng hậu đối, gia tài bạc triệu có thể giúp ông mở rộng sự nghiệp, còn cái gì? Vợ cả mặt mày không chút thay đổi trào phúng. Tôi thực muốn thấy các con, mặc kệ là do mình sinh ra hay không, cảm thấy hạnh phúc cùng bi ai, cảm thấy bất hạnh vô cùng bi ai. Có người cha ích kỷ vô tình như ông. Tôi hiện tại có được hết thảy, tương lai còn không phải đều là để lại cho chúng nó. Khấu Hạo Hâm tức giận bác bỏ, tuyệt không cảm thấy chính mình có sai. Khấu Diệp Mỹ Huệ lười mở miệng, dù sao cũng nói là vô ích, lão già này căn bản là không nghe vào. Minh Trân, em có muốn đi không? Là Khấu Đạt sẽ đến đón em, hay là em muốn kêu lái xe đưa em đi? Bà hỏi em gái một câu. Em nghĩ nhờ lái xe đưa em đi. Một chút Liêu Minh Trân trả lời. Chị cả, chị có muốn dùng xe không? Nếu đúng như vậy, em có thể kêu taxi. Chị không muốn dùng, chị nghĩ nếu em muốn kêu lái xe đưa em đi, chị cũng muốn đi với em, bởi vì chị thật sự rất ngạc nhiên. Có thể làm cho Khấu Đạt không chịu khống chế thoát cương con ngựa hoang, thành ngoan ngoãn bị phục tùng, quả thật là một kỳ nữ. Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào? Khấu Diệp Mỹ Huệ mỉm cười. Vậy cùng đi đi, chị cả. Liêu Minh Trân cao hứng nói. Được. Khấu Diệp Mỹ Huệ vui vẻ gật đầu, đồng thời buông trên tay chén trà, đứng dậy đi hướng nàng. Hai người thay giày xong, hòa hợp tán gẫu rời đi, hoàn toàn quên trong phòng còn có một người tồn tại. Hiện tại là thế nào? Mọi người liên hợp lại lánh xa ông. Khấu Hạo Hâm phẫn nộ đoán. Con không để ý tới ông. Hiện tại ngay cả hai vợ cũng gắn một mạch, đối với ông xa cách. Ông rốt cuộc làm sai cái gì? Lo lắng chuyện sự nghiệp là sai sao? Gia sản của ông tạo dựng được cuối cùng còn không phải để lại cho con. Bọn họ không biết cảm tạ. Không những vậy, vợ hiền sống với nhau 3-40 năm cũng vậy. Những người này rốt cuộc là như thế nào? Con của ông sinh ra đều là người nổi tiếng, nhân trung long phượng, đương nhiên là nhiều cô gái tốt mới xứng. Ông làm cha phải dụng lương tâm khổ, bọn họ rốt cuộc có biết hay không? Chính mình sinh con ra, chẳng lẽ ông lại hại bọn họ sao? Hổ dữ không ăn thịt con, những lời này ông cũng từng nghe qua mà. Bọn họ muốn ông tức chết mà. Con dâu mang thai. Hiện tại con dâu như thế nào, dễ dàng mang thai như vậy chứ? Lúc trước mới nghe nói vợ của Khấu Phú mang thai, như thế nào hiện tại ngay cả vợ của Khấu Đạt bên này cũng mang thai, quả thực chính là mặc danh kỳ diệu. Con dâu mang thai, chứng tỏ mấy tháng nữa ông sẽ lên cấp ông nội, có phải hay không? Qua 2 năm nữa, sẽ có hai đứa trẻ bi bô tập nói vòng quanh kêu ông nội, phải hay không? Ông cũng sắp có cháu trai, cháu gái, sắp làm ông nội. Ông nội, ông nội, được rồi, nếu hai cô gái kia sinh ra tiểu tử đáng yêu, ông sẽ không so đo, xuất thấp sang hèn của họ, điều kiện kém không xứng với con của ông, nhưng mà điều kiện tiên quyết là tiểu tử hài nhất định phải đáng yêu mới được. Ông nội, không biết hai cái thai này là trai hay gái, hy vọng là gái, bé gái có vẻ đáng yêu nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe nhiều câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập vui vẻ và làm việc thật là vui, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Anh vẫn như cũ, không có gọi điện thoại đến. Mẹ vì sao muốn lại lừa gạt cô? Không, chuyện này cô còn có thể hỏi mẹ sau. Cô hiện tại muốn biết anh muốn cái gì. Tôi và anh đã ly hôn... Cô mở miệng, lại bị anh đánh gãy. Anh không có ký tên. Anh nói, Nam Thiến có chút ngây dại. Anh không ký tên. Không có. Vì sao? Cô thốt lên. Anh không phải đã có người trong lòng, có đối tượng kết giao sao? Nếu lưỡng tình tương duyệt, vì sao không kết hôn? Hay là vì tôi lúc trước viết đơn ly hôn viết thiếu cái gì, khiến cho chúng ta ly hôn không có hiệu quả, làm cho các người không thể thuận lợi kết hôn? Nếu là như vậy, tôi có thể một lần nữa ký một tờ khác cho anh. Em thật là ngốc. Anh đột nhiên lớn tiếng mắng. Cái gì? Em thật là ngốc. Anh còn nói lại lần nữa, cho nên anh quyết định về sau biệt danh của em không phải Tiểu Dư Hấu, mà từ hôm nay trở đi đổi thành Đại Ngốc. Như vậy là định rồi. Cái gì? Nam Thiến ngơ ngác nhìn anh, mày nhướng cao, hoàn toàn không hiểu. Anh rốt cuộc đang nói cái bậy bạ gì nha? Đi thôi, về nhà. Anh đột nhiên dắt tay cô. Cô chấn động một chút, muốn rút tay về. Anh lại kiên định nắm chặt, khí thế có chết cũng không buông tay. Khấu Đạt, gọi anh là ông xã. Học trưởng,
gọi anh là ông xã. Nam Thiến nhắm mắt lại, miễn cho chính mình nhịn không được đánh một quyền lên mặt anh, hoặc là lên tiếng thét chói tai. Anh làm sao có thể ra mặt dày như vậy, phản bội hôn nhân bọn họ. Cô đã tức giận đệ ra đơn ly hôn, còn dám luôn mồm muốn cô gọi anh là chồng. Mời anh buông tay, tôi còn có công việc phải làm. Cô mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng. Công việc này không thích hợp với em, đừng làm, hơn nữa em cũng không cần làm việc. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô, ngữ khí ôn nhu. Không cần làm việc, muốn tôi ăn không khí sao? Đùa giỡn cái gì, em có biết em hiện tại là phú bà có giá trị vài trăm ngàn. Chuyện đáng cười lắm. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lãnh chừng anh liếc một cái. Anh không phải nói giỡn với em. Anh còn thật sự nói, tài sản của anh có một nửa để chuyển thành danh nghĩa của em, còn lại một nửa đang lục tục rời đi. Nam Thiến có điểm bị dọa đến, nhưng lại nghĩ chuyện này căn bản là không có khả năng. Anh không có chuyện gì sao đột nhiên làm như vậy, chỉ vì vãn hồi cô thôi sao? Anh không phải không biết, tiền cho tới bây giờ không phải là thứ có thể tác động tới cô. Tôi muốn quay lại làm việc, không có thời gian cùng anh nói giỡn, mời anh buông tay. Anh thất bại thở dài, em như thế nào mới tin là anh không nói giỡn? Được, vậy anh trả lời tôi, anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa của tôi làm cái gì? Anh lập tức chính xác mà chống đỡ, vì chứng tỏ anh đối với em là thật sự. Tình cảm không thể dùng tiền để cân nhắc. Điểm ấy anh so với ai khác đều hiểu được. Rút tay về, hai tay cô khoanh trước ngực, không cho anh lại có cơ hội thủ động. Nếu hiểu được, nên biết làm như vậy là uổng phí khí lực, tôi căn bản sẽ không bởi vì anh cho bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với tình cảm của tôi là thật sự hay không. Anh biết, nhưng mẹ em lại tin tưởng. Mẹ tôi. Nhắc Tào Tháo đến. Di động Nam Thiến đặt trong túi bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông báo làm cô nghe thanh đoán được người. Cho dù chưa đưa điện thoại di động trong túi liền lấy ra nữa, cũng có thể biết là ai gọi tới. Cô xem Khấu Đạt liếc mắt một cái, lấy dao động ra, tới nghe. Alo, con còn làm việc chứ? Nam Mẫu hỏi. Vâng, mẹ. Nghe thấy xưng hô của cô, Khấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh ra lừa thật thảm nha. Nói với anh Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là dùng điện thoại công cộng, cho nên không có biện pháp liên lạc với cô, mà anh thế nhưng rất tin không ai ngờ. Thật sự là cái đại ngu ngốc. Mẹ, anh ấy vẫn không gọi điện tới sao? Nam Thiến có ý định thử. Người kia quả nhiên không một chút do dự thử. Không có. Mẹ, vì sao mẹ lại gạt con? Nam Thiến trầm mặc một chút, mới hoãn thành mở miệng. Là nó tìm được con hay con tìm được nó? Nam Mẫu bình tĩnh hỏi. Có một chút kinh hoàng bởi nói dối bị vạch trần đều không có. Anh ấy tìm được con. Bà cười. Cừ thật, mẹ còn nghĩ phải mất mấy tháng. Mẹ, mẹ vì sao lại muốn làm như vậy? Nam Thiến nhịn không được đề cao thanh âm. Đương nhiên là muốn trừng phạt nó. Còn con đâu? Nam Thiến khổ không nói nổi trong lòng. Hàng ngày, cô cơ hồ đều lấy nước mắt lau mặt. Mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới cô cũng có khả năng chịu khổ theo? Tiểu Thiến, đừng trách mẹ lừa con, cá tính của con rất dễ nói chuyện. Cho nên mẹ mới phải ra mặt giúp cho nó một chút trừng phạt. Nếu không con dễ dàng như vậy tha thứ cho nó sẽ không học được bài học gì. Nam Mẫu còn thật sự nói với cô. Nam Thiến không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể nói, con đã biết. Còn một việc, Nam Mẫu còn nói, mẹ muốn nó đem tài sản trên danh nghĩa của nó rời đi một nửa trên danh nghĩa của con. Đây là phương thức bảo đảm tương lai của con cũng không nên ngây ngốc, cự tuyệt, nghe không? Cô lại lần nữa không nói gì. Tiểu Thiến, con có nghe mẹ nói không? Trầm mặc của cô làm cho Nam Mẫu vội vàng thúc giục. Nghe thấy được, cô thở dài. Nghe thấy được trả lời. Nam Mẫu lo lắng dạy dỗ con gái. Tốt lắm, nếu nó tìm được con, công việc buổi tối con liền bỏ đi. Mẹ thực sự là lo lắng cho thân thể của con không chịu được. Con sẽ lo lắng, cô nói. Được rồi, chính con đi châm trước đi. Không có việc gì, mẹ muốn gác điện thoại. Dạ, tạm biệt mẹ. Cắt đứt điện thoại xong, cô đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt với người đàn ông trước mắt. Nhưng là anh sớm chờ một bên, muốn vì thành tín của mình mà đòi lại công đạo. Anh không có lừa em đi, anh vội vàng nói. Thực xin lỗi. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giải thích. Anh lại lắc đầu, không có thành ý. Nam Thiến nhịn không được mở to hai con mắt. Không có thành ý, anh dám nói như vậy. Cô chẳng qua là hoài nghi lời anh nói mà thôi. Nói một câu giải thích đã thực sự rất giỏi. Anh lại dám nói với cô không có thành ý. Nếu cái này gọi là không có thành ý, như vậy còn anh phản bội hôn nhân của bọn họ, hại cho cô thương tâm chết thảy, không biết bao nhiêu là nước mắt. Cô muốn nhìn anh nhiều thành ý. Nói được không thành ý, vậy còn anh? Cô nheo mắt lại chất vấn anh. Anh như thế nào? Trầm mặc không nói nhìn anh, biểu tình vẻ mặt, anh nói xem.
Sau đó chỉ thấy anh chậm rãi lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, còn gật gật đầu. Anh đã biết. Anh gợi lên vui vẻ cười nói. Còn muốn hỏi không hiểu anh biết cái gì. Không nghĩ tới giây tiếp theo, anh liền đột nhiên đem kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn trụ cô. Nam Thiên yên lặng bất động, không rõ là kinh ngạc hay khẩn trương nhiều hơn. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, lần đầu tiên là trước đêm cô rời đi. Đêm đó hai người đều uống rượu, mặc dù có hôn môi, cũng không nhớ rõ là tư vị gì. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác được môi của anh, lưỡi của anh, hương vị của anh, cùng với một sự ôn nhu của anh. Môi lưỡi sao quấn, chỗ sâu nhất trong yết hầu của anh phát ra một tiếng rên rỉ, nháy mắt liền làm nụ hôn sâu sắc. À, khụ khụ. Thình lình xảy ra một tiếng ho khan đánh gãy hình ảnh duy mỹ này. Nam Thiến sợ tới mức trong nháy mắt đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức đẩy Khấu Đạt ra. Nhưng động tác của cô dù nhanh cũng không nhanh bằng ông chủ sớm đứng ở một bên lấy vẻ mặt ái muội hướng về phía cô cười danh mãnh, hại cô không thể chỉnh lại khuôn mặt nhất thời đỏ lên được. Thật xin lỗi, quấy rầy chuyện yêu đương của hai người, nhưng tôi cần bát sạch để buôn bán. Ông chủ cười. Thật xin lỗi ông chủ, chỗ này đã sạch. Nam Thiến xấu hổ, lòng lại tràn đầy áy náy, vội vàng đem cái giỏ đã rửa sạch bát đưa cho ông chủ. Ông chủ là nơi này sao? Khấu Đạt đột nhiên mở miệng hỏi. Ông chủ nhìn về phía anh, có việc gì sao? Tôi muốn giúp vợ tôi được chứ? Vợ cậu? Ông chủ kinh ngạc nhìn về phía Nam Thiến, anh ta là chồng của cô. Người đàn ông này một thân tây phục thẳng tắp, thấy thế nào đều giống người có tiền, hoàn cảnh gia đình cũng không sai, làm sao có thể để cho vợ của mình lưu lạc đến chợ đêm rửa chén bát kiếm tiền. Ông nhíu mày. Trước đây chúng tôi có bất hòa nho nhỏ, cô ấy đã một mạch rời nhà trốn đi, hại cho tôi lo lắng đòi mạng. Nay đa tạ ông chủ đã chiếu cố. Như là có thể thấu được tâm tư ông chủ, Khấu Đạt tự động phát mở miệng giải thích, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn. Nghe hắn nói như vậy, hoài nghi trên khuôn mặt của ông nhất thời tán đi. Ông thân thủ vỗ vỗ bà vai Khấu Đạt, lấy biểu tình ta biết nói, phụ nữ luôn hành động theo cảm tình như vậy, vất vả cho cậu. Nam Thiến không dám tin, trợn to hai con mắt, không có lời nào để nói. Đàn ông vì sao luôn tin tưởng người đàn ông khác nói như thế, cho dù đối phương là lần đầu tiên gặp mặt. Ông chủ, cô mở miệng lại bị đánh gãy. Nam Thiến, cô cùng chồng về nhà đi. Về sau, hai vợ chồng mà có cãi nhau cũng không cần phải hành động theo cảm tính, đi ra ngoài, biết không? Đây là tiền lương trong khoảng thời gian này của cô. Nói xong, ông chủ lấy tiền trong túi ra tính đưa cho cô. Việc đã đến nước này, cô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cởi quần áo lao động, tạ tiếp nhận tiền xong, bực mình xoay người rời đi. Rời đi khỏi chỗ làm công, một bàn tay lén lút phía sau cầm lấy tay cô. Cô dùng sức bỏ ra, Khấu Đạt thử lại một lần, cô cũng lại đá. Em tức giận. Anh ở phía sau đầu thật cẩn thận hỏi. Cô trầm mặc không nói, chỉ đi về phía trước. Cô không đến mức giận anh. Anh dựa vào cái gì thay cô từ chức, ngay cả một chút nên tôn trọng cũng không để cô. Không cùng anh chia tay, không có nghĩa là anh không có quyền can thiệp quyết định công tác của cô. Nhưng là anh thật sự luyến tiếc nhìn em vất vả như vậy. Em có biết khi anh nhìn thấy em một mình ngồi xổm góc sáng rửa chén, phản ứng đầu tiên là gì không? Anh nghĩ muốn giết chính mình. Anh theo sát phía sau cô, nói thật chân thành. Nam Thiến tiếp tục im ắng. Một tháng qua anh vẫn đều tìm em, muốn nói thật lòng với em, mỗi sám hối với em, muốn nói cho em biết là cái đồ ngu ngốc chỉ có khi mất đi mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được một người trong lòng chân chính để ý, thích, yêu là ai. Cô vẫn như cũ trầm mặc đi về phía trước, nhưng mà quốc bộ dồn dập không tự chủ chậm lại. Phụ nữ chủ động rời anh đi có rất nhiều, mặc kệ là vì tiền, vì thừa nhận không được áp lực, hoặc là cảm thấy anh rất hoa tâm, yêu anh quá mệt mỏi, các loại lý do đều có. Nhưng người duy nhất làm cho anh hoảng loạn là em. Em đột nhiên rời đi làm cho anh không biết làm sao, cảm giác tâm như đột nhiên sụp đổ một khối, muốn tìm lại mà không trở lại. Chỉ là sụp đổ một khối thôi mà, còn cô là hoàn toàn tan nát cõi lòng, anh có biết không? Cái loại cảm giác này anh không biết nên hình dung như thế nào. Thực hoảng, thực loạn, thực vô định mà cũng rất đau. Anh không dám về nhà, bởi vì nơi đó ngập tràn hình ảnh của em. Về nhà làm cho lòng tham của anh rất đau. Chỉ có về nhà là đau lòng, bên ngoài sẽ không sao. Cô không có lúc nào là không đau lòng, cho dù rời anh đi, ly khai khỏi nhà kia. Trong lòng của cô, đau sớm trở thành một bộ phận cuộc sống hàng ngày, anh có biết không? Nam Thiến, tha thứ cho anh được không? Anh cầm tay cô, thấp giọng thỉnh cầu. Cảm giác cô không hề có ý định bỏ tay anh ra, không ngừng cố gắng yêu cầu. Cho anh một cơ hội nữa được không?
biết đau lòng thống khổ xong. Anh cam đoan tuyệt đối, sẽ không lại chọc giận em, thương tâm, cho em đau lòng. Dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng cam đoan của anh? Chỉ bằng hé miệng ra thôi sao? Đột nhiên dừng lại cước bộ, mặt của cô không một chút xoay người, đối lại với anh. Khấu Đạt sừng sốt một chút, đột nhiên lộ ra một vẻ tia cười khổ. Quả nhiên là phụ nữ, nói lời đều giống nhau. Vì vậy em muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ạ? Xin thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE, hôm nay thì Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Giận Dỗi Kết Hôn, Ngốc Nghếch Kiểu Thê Của Tôi. Phần kết. Tác giả Kim Huyên. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Một tháng sau khi truyền đến hai tiếng đập cửa, trợ thủ đắc lực của Khấu Đạt, Trần Thừa Khải đẩy cửa mà vào. Lão bản, đây là tư liệu ngài muốn. Vất vả cho cậu. Khấu Đạt tiếp nhận tư liệu rồi nói. Đây chính là việc tôi nên làm mà. Khấu Đạt gật đầu, cúi đầu lật xem để bắt tay vào làm việc. Đột nhiên phát hiện Trần Thừa Khải vẫn đứng tại chỗ, giống như có chuyện muốn nói. Còn chuyện gì sao? Anh ngẩng đầu lên hỏi. Có một việc tôi không biết có nên hỏi hay không. Trần Thừa Khải có một chút do dự. Chuyện gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tối hôm qua tôi gặp lão bà nương. Khấu Đạt đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ở nơi nào? Trần Thừa Khải có điểm bị dọa đến. Ở chợ đêm. Làm sao lại ở chợ đêm? Cô ấy có nhìn thấy cậu không? Cuối cùng nói chuyện với cậu không? Bộ dáng cô ấy thoạt nhìn thế nào? Cậu có biết cô ấy hiện tại nghỉ ngơi ở đâu không? Liên tiếp kích động hỏi, làm cho Trần Thừa Khải có chút ngạc nhiên giật mình. Anh vẫn nghĩ rằng lão bản đối với lão bản nương không có tình cảm, cho nên lúc trước mới có thể để ra ngoài trộm dao với bạn gái, muốn gặp ở bên ngoài, nhưng kết quả dường như không phải như vậy. Sau khi lão bản nương rời đi, lão bản không chỉ cứ gọi anh đi thí nghiệm bạn gái, khi đối phương lựa chọn tiền thì bình tĩnh trả tiền xong việc, sau đó cứ như vậy mỗi ngày chuyên chú vào làm việc, cảm giác tuyệt đối không chịu ảnh hưởng, nhưng không ngờ phản ứng hiện tại lại kịch liệt như thế. Chỉ có thể nói thế giới cảm quan của lão bản thật đúng là làm người ta khó có thể nắm lấy. Lão bản nương không có nhìn thấy tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau. Anh trả lời, chỉ thấy lão bản trong nháy mắt, cả người đều nản lòng buông xuống. Bất quá lão bản nương công tác ở đâu, tôi đã xác định. Anh nhanh chóng bổ sung, công tác ở đâu? Khấu Đạt chỉ chớp mắt lại khôi phục tinh thần. Ngay tại quán ăn vặt chợ đêm. Cô ấy công tác ở quán ăn vặt chợ đêm? Vâng ạ. Khấu Đạt đột nhiên không nói gì mà chống đỡ. Hôm nay buổi tối cậu có rảnh không? Có thể mang tôi đi tới đó. Anh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi. Có thể. Trần Thừa Khải lập tức gật đầu. Cảm ơn. Anh lắc đầu, tôi đi ra ngoài đây. Khấu Đạt trầm mặc vuốt cằm. Trần Thừa Khải liền im lặng xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, văn phòng khôi phục sự yên tĩnh lúc trước. Khấu Đạt cũng không còn tâm tình mà công tác. Cô sao lại công tác ở quán ăn vặt chợ đêm? Muốn công tác đến mấy giờ? Hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền? Cô... Vì sao cô không chịu cùng anh liên lạc? Hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc, không lưu lại bất kỳ một tin tức nào. Số điện thoại di động thay đổi, ngay cả đối với người nhà cũng không chịu lộ ra chỗ ở và hành tung của chính mình. Rõ ràng là đang trốn anh. Cô thật sự tuyệt tình như vậy, thật sự không muốn cho anh một cơ hội hay sao? Không, anh tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy. Tuyệt không. Một tháng qua, anh bất hạnh tìm thấy cô, cho nên mới có thể đem cô mang về đây. Nhưng là hiện tại đã khác. Chỉ cần cho anh biết cô đang ở nơi nào để có thể tìm được cô, mặc kệ cô muốn sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể đem giữ cô bên người là tốt rồi. Huống chi trên tay của anh còn hé ra vương bài. Đó là hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Bởi vì anh không có cách ký vào đơn ly hôn. Cô đại khái nằm mơ cũng chưa nghĩ tới điểm này. Không đúng, có lẽ mẹ cô có cùng cô đề cập qua chuyện này. Cho nên cô mới có thể ẩn nấp hành tung như vậy. Ý đồ dùng phương pháp ở riêng này cho đến khi anh quyết định ly hôn. Cô thật sự là tuyệt tình, nhưng là cũng càng làm cho anh không thể phóng cô ra. Tóm lại, đối với phụ nữ không tham tài, không tham tiền, lại như thế dễ dàng chấp tay đưa anh cho người ta, làm cho anh không biết vợ của anh là một đứa ngốc hay là tuyệt tình. Tuy rằng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm rồi. Ai cũng đừng nghĩ thay đổi quyết tâm của anh, ngay cả cô cũng từng tưởng. Cho nên bà xã yêu quý, chúng ta bước đi xem. Em đời này nhất định chỉ có thể là vợ, cùng yêu một người là Khấu Đạt ta, không cần dễ dụa, chuẩn bị đầu hàng đi. Chợ đêm mùa hè giống như một cái chợ chiều thật, đều nhanh từng chừng, nhanh chóng khiến người ta buồn chín.
Nam Thiến ngồi xổm phía sau, lỗ thị mặt quán, giữ cho vòi nước chảy. Tuy mồ hôi như mưa, nhưng khách nhân trong quán ngồi quá 8 bàn, cô vừa lau sạch một cái bàn nữa lại bẩn. Quán ăn này thật sự rất kỳ quái, cả ngày lẫn đêm. Cũng bởi vậy cô mới có thể có được cơ hội làm công phần ban đêm này. Ban ngày có phân chức vị chính công tác, buổi tối tan tầm lại làm công một chợ đêm. Cô như vậy thiếu tiền sao? Kỳ thật cũng hoàn hảo, cô chính là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian suy nghĩ miên man, hoặc là nhớ về một người không nên tưởng niệm, mới có thể tìm lại một công tác cho chính mình mà bận rộn. Mà làm như vậy thật không sai, không những không kiếm được tiền, không những kiếm được tiền lại có thể giải quyết phiền não. Thật sự là một sắc minh thành ngữ, nhất cử lưỡng tiện. Không nên nhớ một người nha. Kỳ thật, dù làm việc bận rộn vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh, tựa như lúc này. Mẹ nói anh không gọi điện thoại đến. Cô muốn thoải mái suy nghĩ, có lẽ anh đang xử lý chuyện với người phụ nữ bên ngoài, muốn cô cho anh một chút thời gian. Những lời này nghĩ cũng biết tất cả đều là vì an ủi cô mà nói. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước mà không phải là đi xử lý chuyện người phụ nữ bên ngoài. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, khi nhìn thấy cô để lại cho anh một đơn ly hôn, nên điên cuồng đi tìm kiếm cô mà không phải là một tháng, vẫn vô thanh vô tức để cô bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói đến, anh căn bản là không cần, sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói, có lẽ là việc mong còn không được. Anh lại làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ từng ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc sống, hôn nhân của anh đây. Anh chắc sẽ tái hôn. Không, có lẽ anh đã tái hôn. Nếu không bà anh đại khái lại gọi anh đi kết hôn với thiên kim đại tiểu thư nào đó. Nhớ ngày đó anh sở dĩ cùng kết hôn với cô, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này hay sao? Vì thoát khỏi cha anh, cho anh một áp lực đáng ghét. Anh ngay cả cô là người qua đường đều có thể không một chút do dự kết hôn vào cửa. Hiện tại đã có người trong lòng, có cái gì lại không kết hôn đâu. Có thể cùng người yêu một chỗ, anh hiện tại hẳn là sống thực vui vẻ. Nam Thiến. Phía sau đột nhiên vang lên một lão bản to. Cô vội vàng lau đi một hàng nước mắt không biết từ khi nào đã hạ xuống, vội vã lên tiếng. Dạ. Có người tìm cô, lão bản nói. Cô sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mù mờ. Có người tìm cô, điều này có thể chứ? Cô chưa từng một người đề cập qua. Mình làm công buổi tối tại chợ đêm mà. Hoài nghi đứng dậy, cô quay đầu nhìn xung quanh. Hé ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất. Cách nói chính xác hẳn là khuôn mặt 3 giây trước mặt cô còn muốn liền bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Khấu Đạt. Cô giống như đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng ngắc, cả người đều choáng váng. Tiểu Dư Hấu. Anh mỉm cười hướng chỗ cô lại giống như bị người ngoài hành tinh xâm nhập. Hoàn toàn không thể là chính mình, cũng không thể động đậy. Làm sao mà có thể lại là anh? Làm sao có thể là anh? Anh bộ dáng giống như vậy vẫn có hình đẹp mắt. Cho dù là tây phục của anh so với người ở đây, đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản. Thế nhưng ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau, hoặc không được tự nhiên đều không có. Anh luôn có thể tràn ngập tự tin hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau. Sau đó lại dễ dàng trở thành một đối tượng để mọi người bội phục, hâm mộ, và luôn như vậy. Em vừa rồi đang khóc sao? Đứng trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn cô, ách thanh hỏi. Cô lại lần nữa cứng đờ, nhanh chóng thân thủ lau đi hốc mắt còn sót lại nước mắt. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm lãnh đạm. Như thế nào mới là một thời gian không thấy, em liền gầy đi như vậy, em quả nhiên không thích hợp rời anh đi. Anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má của cô. Nam Thiến giống như bị nóng lên, đột nhiên lùi về phía sau. Tay anh đứng giữa hai không trung, có điểm xấu hổ, tự giễu cười, sau đó chế nhạo mình. Xem ra anh ở trong lòng của em, thật sự bị cự tuyệt hoàn toàn, đúng hay không? Thật sự là trừng phạt đúng tội. Nam Thiến không biết nên nói gì, chỉ muốn biết. Anh tìm tôi có chuyện gì, tôi còn phải làm việc, nếu có thể, mời anh nói ngắn gọn. Cô rũ mắt, không nghĩ xem muốn khẳng định từ trước đến nay, vẫn là anh có thể làm cho cô đêm dài tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ. Chuyện rất quan trọng. Anh trả lời, sau lại không có câu dưới. Chuyện gì quan trọng? Anh trầm mặc làm cho cô không thể nào dương mắt nhìn anh. Mang bà xã trốn đi về nhà. Anh không chuyển mắt nhìn cô, lấy ngữ khí nghiêm trang trả lời. Cô khinh sợ run một chút, trong nháy mắt đầu trống rỗng. Những lời này là ý tứ gì? Mang bà xã trốn đi về nhà. Bà xã của anh nói chỉ là cô sao? Không, điều này là không thể. Người anh yêu cũng không phải là cô. Tìm cô trở về làm cái gì? Huống chi bọn họ đã ly hôn, cô đã sớm không phải là vợ của anh.
vợ trong miệng của anh hẳn là đối tượng tái hôn. Cô ấy rời nhà trốn đi, anh tìm đến tôi làm gì, tôi lại không biết cô ấy. Nhịn xuống tâm đau như dao cắt, cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt. Em biết cô ấy mà. Tôi biết cô ấy ư? Nam Thiến đột nhiên ngây người, đối tượng anh gặp ở ngoài chẳng lẽ là người cô biết? Cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới loại sự tình này, bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Tên cô ấy là Nam Thiến. Lại là ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn anh, liều mình suy tư về lời anh nói có ý tứ gì, nhưng đầu tiên đột nhiên không nghe gì. Anh thực có lỗi, anh nói. Cô không nói được gì. Một tháng qua anh luôn luôn tìm em. Gạt người, cô quay đầu sang một bên. Anh lại không muốn cô không nhìn anh, bá đạo nâng cằm cô lên. Anh không có lừa em, mẹ em có thể chứng minh lời anh nói là thật. Mẹ tôi nói anh không tìm tôi. Cái gì? Khấu Đạt sợ kinh hãi, rồi ngạc nhiên kêu lên. Mẹ tôi nói anh không đi tìm tôi, mẹ sẽ không gạt tôi. Nam Thiến nói thật xác định. Khó có thể tin xanh đại hai mắt, anh cứng họng thiếu chút nữa không nói nên lời. Mẹ em thật sự nói với em như vậy? Đúng. Cho nên kỳ thật, mẹ em vẫn đều biết một tháng qua em đang ở đâu, có phải hay không? Đương nhiên. Đáng chết. Khấu Đạt nhịn không được, thấp rủa một tiếng, thiếu chút nữa không bật thốt lên, mắng ra một chuỗi phấn khích ba chữ kinh. Anh bị mẹ vợ đùa giỡn, ngu ngốc, ngu xuẩn bị đùa giỡn một tháng cũng không biết. Hồi tưởng qua một tháng này, anh trải qua bao nhiêu lo lắng cùng sầu lo, anh nhịn không được, lại mắng một tiếng. Đáng giận. Nam Thiến vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Một tháng qua anh vẫn tìm em, một tuần ít nhất anh gọi điện 2 lần đến nhà của em, hướng mẹ em hỏi tung tích của em, anh có liên lạc ghi lại làm chứng. Anh lấy thái độ vô cùng thật sự mà nghiêm túc nói với cô. Nam Thiến hoài nghi nhìn anh, Khấu Đạt lấy điện thoại di động từ trong túi, tìm ra thông tin điện thoại gần nhất ghi lại đã đưa cho cô. Cô chần chờ tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy quả nhiên có cuộc gọi tới là nhà mẹ. Hơn nữa số lần vượt qua 10 lần, gần nhất là 3 giờ ngày hôm qua. Mà tối hôm qua khi cùng mẹ cô nói chuyện điện thoại, mẹ cô còn nói cho cô. Anh nhìn cô trầm mặc liếc một cái. Không biết nói gì, cô nói thật ra. Em có thể nói là em muốn ăn cái gì, cơm Trung Quốc, cơm Tây, hoặc là muốn anh tự tay làm bữa tối cho em đều được. Anh nấu cơm. Cô thật hoài nghi. Sẽ không. Nam Thiến lộ ra vẻ mặt em biết mà. Nếu không em muốn như thế nào tự tay làm bữa tối cho em ăn? Cô hỏi. Anh có thể học nha. Anh đột nhiên lấy ra vẻ mặt huyền bí, biểu tình hề hề nhìn cô. Trên thực tế anh đã học 2 khóa nấu ăn, làm cơm rang trứng cùng phiên bản gia đoạn hoa canh. Nếu em không ngại anh có thể làm cho em ăn. Nam Thiến khó có thể tin nhìn anh. Không thể tin anh sẽ đi khóa học nấu ăn. Điểm này không giống với chuyện anh thường làm. Anh nói thật vậy chăng? Cô nhịn không được nhíu mày. Cái gì là thật? Bữa tối do anh nấu. Chuyện đi khóa học nấu ăn. Anh gật đầu. Nếu em không tin, về nhà chờ xem anh bày ra cái tài nghệ em sẽ tin. Vì sao anh đột nhiên lại muốn đi học nấu nướng? Suy nghĩ trong chốc lát, cô mở miệng hỏi. Bởi vì anh muốn nấu cơm cho em ăn. Trước kia đều là do em nấu, hiện tại em cũng đi làm. Anh nghĩ ngẫu nhiên cũng nên đến lượt anh nấu, như vậy mới công bằng. Anh mỉm cười với cô, cười rõ ràng là lấy lòng, làm cho Nam Thiến nhất thời lúc đó lại không biết nên nói. Em không cần làm như vậy. Sau một lúc cô nói. Anh không có nghĩa làm cái gì nha, quyết định nhanh một chút em muốn ăn cái gì. Trở về nhà ăn món mà anh thích nha. Em muốn ăn món mì thịt bò. Cô nhanh chóng trả lời, còn không muốn nhìn anh, vì cô trở lại bộ dáng làm canh thang, làm cho cô mềm lòng nhanh hơn buông khí giới đầu hàng anh. Được. Khấu Đạt có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, gật gật đầu. Xem ra em có vẻ không thích cơm rang trứng, lần khác anh lại học món khác. Cô vẫn không lên tiếng trả lời. Kế tiếp, cô mang anh đi ăn mì thịt bò, hỏi cô có mệt hay không, vốn định mang cô lên núi xem cảnh đêm. Cô lại nói một câu mệt chết, anh đành hủy bỏ kế hoạch, dẹp đường hồi phủ. Về nhà tắm rửa xong, cô ngả đầu liền ngủ, anh cũng bên cạnh cô trên giường tới tận sáng. Sau đó không biết khi nào lại đứng lên công tác, bởi vì khi cô đi nửa đêm tỉnh lại, anh đã không ở bên người, đèn thư phòng lại sáng, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đang làm việc. Buổi sáng tỉnh lại, anh cũng không ở. Nam Thiến làm qua loa rửa mặt chải đầu ra khỏi phòng, chỉ thấy anh nằm trên ghế sofa phòng khách, vù vù ngủ nhiều, mà trên bàn cơm tắc chuẩn bị tốt bữa sáng, anh không biết khi nào mua trở về. Bữa sáng vẫn còn chút ấm nóng, có thể thấy được vừa mua trở về không lâu. Tối hôm qua, anh công tác đến rạng sáng mới mua bữa sáng, vẫn là vì riêng cô mà làm vậy sao? Nhìn vẻ mặt anh thần thái rõ ràng mệt mỏi,
cô có điểm không tha cũng đau lòng, nhưng suy nghĩ lại một chút, thật vốn không cần phải vậy, là anh tự đem chính mình khiến cho mệt như vậy. Cô lại không nói anh thay cô đi mua bữa sáng phải làm sao. Huống hồ anh cũng không phải tiểu tử hài, mệt mỏi tự mình phải nghỉ ngơi, cô căn bản là không cần phải lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trước khi cô ra ngoài đi làm, mặc kệ là cước bộ hay là động tác cũng không tự chủ được mà vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá ngay cả như vậy, khi cửa mở ra một tiếng khách, vẫn là đánh thức anh dậy. Nghe thấy âm thanh, Khấu Đạt trong nháy mắt liền theo trên ghế sofa ngồi xuống, lấy biểu tình mơ hồ quay đầu xem cô. Em muốn đi làm. Do đã đánh thức anh, cô đành phải mở miệng nói với anh. Để anh đưa em đi. Anh lau mặt, từ trên ghế sofa đứng dậy. Em đi xe công cộng được rồi, anh ngủ tiếp chút lát đi. Cô nhịn không được nói. Em quan tâm anh sao? Anh lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Anh thật là cao hứng. Nghe anh nói như vậy, Nam Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Cô liền đây đối với anh thật sự có lạnh lùng vô tình đến thế. Chẳng qua cô nói muốn anh ngủ tiếp trong chốc lát khiến cho anh kinh hỉ như vậy. Đúng rồi, anh có mua bữa sáng cho em đó. Em ăn chưa? Anh bỗng nhiên nhớ tới. Cô gật đầu. Khấu Đạt vừa lòng nhếch miệng cười. Tốt lắm, đi thôi, anh đưa em đi làm. Anh... Nam Thiến muốn nói lại thôi. Anh nhíu mày xem cô. Không có việc gì. Cô lắc đầu, quyết định vẫn là quan sát một thời gian trước khi nói. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ai ngờ anh giờ khắc này hao hết tâm tư, lấy lòng. Ngày sau đó có thể hay không lại cõng cô cùng nữ nhân bên ngoài kết giao. Cô một khi bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn sợ, vẫn là đợi một thời gian nữa nhìn xem. Nam Thiến nhanh một chút lại đây, có người đưa hoa cho cậu nha. Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của một nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ đứng lên. Đi đến cửa công ty, chỉ thấy ngoài cửa sổ một sinh viên vừa học vừa ôm một bó hoa to nhìn về phía cô. Mà chung quanh tụ tập vài đồng nghiệp, trên mặt của họ viết rõ hai chữ hâm mộ cùng tò mò. Xin hỏi là tiểu thư Nam Thiến sao? Học sinh vừa học vừa làm tại cửa hàng bán hoa hỏi cô. Cô gật gật đầu. Này cho cô phiền toái ký nhận một chút. Người đưa hoa đem bó hoa cho cô trước, sau đó lại lấy cây bút ký nhận đưa cho cô. Cô hoang mang ký tên. Khi đem bút bi trả lại cho người đưa hoa, nhịn không được hỏi, hoa này thật là tặng tôi sao? Đối chiếu chữ ký của cô cùng với tên trong yêu cầu gửi cho hoa giống nhau, người đưa hoa gật đầu, đúng vậy. Hỏi cái này làm gì, mau nhìn là ai đưa. Khẩn cấp thúc giục. Một bó hoa lớn như vậy, không có 100 đoá cũng là 99 đoá nhỉ, không biết bao nhiêu tiền nha. Đồng nghiệp Mỹ Trinh hâm mộ, miệng thở dài, khẳng định là 1-2 nghìn chứ chẳng ít, có lẽ càng quý. Nam Thiến, hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của cậu sao? Nếu không sao có người đưa hoa cho cậu? Có lẽ là một người theo đuổi thần bí cũng không chừng. Nam Thiến mau nhìn phong bì viết cái gì? Tiểu Mỹ chỉ vào phong thư dán lại bó hoa được đóng kín giấy tinh mỹ, lại lần nữa thúc giục. Liếc mắt nhìn một cái, đoàn người bốn phía trung mòn con mắt. Nam Thiến rút cục cũng chậm rãi đem mảnh giấy trên phong thư rút ra, mở ra xem. Em yêu. Nam Thiến, chồng của cậu thật lãng mạn nha. Tiểu Mỹ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu, hoa cũng đẹp, cũng không bằng 1/10 xinh đẹp của em trong lòng anh, chồng yêu của em. Bốn phía nhất thời toát ra một mảnh than, hâm mộ đố kỵ sợ hãi. Nam Thiến, cậu làm thế nào mà huấn luyện chồng lãng mạn như vậy, dạy tôi có được không? Cái đầu trâu nhà tôi vô tình đến đòi mạng. Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa, chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ. Đầu gỗ còn có thể lấy làm củi lửa thêu. Lỗ hổng tại nhà của tôi căn bản chính là một tảng đá vô dụng, vừa nặng vừa cứng đầu chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang một người khác không có tính văn chương gì. Nghe vậy, đoàn người không khỏi cười thành một tiếng mạnh. Trở lại chuyện của chính, Nam Thiến, rốt cuộc cậu huấn luyện chồng như thế nào? Vẻ mặt Mỹ Trinh tò mò, nhanh chóng nhìn cô chằm chằm hỏi. Tôi chưa làm cái gì. Sắc mặt Nam Thiến đỏ ửng, có chút xấu hổ. Ý nói là chồng của cậu trời sinh liền lãng mạn như vậy, không có khả năng. Đàn ông cho dù trời sinh lãng mạn, kết hôn xong cũng trở nên không lãng mạn, cậu nhất định có tuyệt chiêu gì, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút đi. Đúng vậy, không cần nhỏ mọn như vậy, nhưng tôi thật sự có cái gì đều không có làm. Nam Thiến khó xử nói, không thể nói cho các cô ấy biết, ngày trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại tất thảy hành vi lãng mạn này đều vì muốn cô tha thứ. Hoa hồng đại diện cho tình yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ. Có lẽ cái này liên quan đến việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ? Dù sao vẫn là đang tuần trăng mật, Tiểu Mỹ nói. Nói đến kết hôn không nửa năm, Nam Thiến, cậu ngay từ đầu làm chi muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn nha.
Mỹ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nam Thiến sợ run một chút, không biết nên trả lời vấn đề như thế nào. Cô lập tức xác thực nghĩ đến việc mình đã kết hôn, là thân phận chưa kết hôn. Ai biết? Làm chi không nói lời nào? Không có, tôi chỉ là đang nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào. Nam Thiến do dự. Cậu không phải lo lắng, nếu nói chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người biết. Sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho nên rõ ràng nói là mình chưa kết hôn hả? Tiểu Mỹ đoán hỏi, nếu cô cũng có một người chồng đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ thật cẩn thận như vậy, thận trọng phòng bị hồ ly tinh cướp. Một khi đã nghĩ như vậy, tại sao cậu lại còn cho chồng của cậu đi làm? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết cũng không cần dùng lại phương pháp này. Mỹ Trinh nhịn không được hỏi cô. Chuyện này tôi hỏi qua cô ấy. Tiểu Mỹ lại lần nữa cướp lời, là chồng cô ấy đau lòng cô ấy đi xe công cộng vất vả, cứng rắn muốn đưa cô ấy cùng đi làm. Wow, Nam Thiến, cậu thật sự muốn cho mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết nha. Cậu rốt cuộc phải làm sao mới tìm được một người chồng tốt như vậy? Dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết được không? Còn cậu đã học tiểu học, cậu muốn làm chi? Tôi không thể cùng tảng đá kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao? Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên tiếng cười to. Nói rất đúng, Nam Thiến, mau nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đi đến nơi nào tìm chồng vậy? Cô không biết làm sao, nhìn bốn phía hé ra một vẻ mặt chờ mong. Đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào với các vấn đề quái dị liên tiếp này. Di động đặt trên bàn vừa vặn vang lên, cứu cô một mạng. Điện thoại của tôi kêu, cô nhanh chóng trả lời, chạy như chối chết ôm bó hoa trong lòng, trở về chỗ ngồi. Alo? Em yêu là anh. Cô ngây người một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn một nhóm đồng nghiệp vẫn đang đứng trước cửa. Có việc sao? Cô ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng hỏi. Nhận được hoa của anh chưa? Thanh âm của anh ôn nhu. Ừ, thích không? Hỏi như vậy muốn cô trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cô nói cô không vui? Thực sự biết rõ còn cố hỏi. Đại khái là biết đáp án của cô, anh sửa miệng lại hỏi. Nhìn thấy thư rồi sao? Ừ, tất cả viết trên đấy đều là thiệt tình anh nói nha. Hoa có đẹp cũng không bằng 1/10 của em trong lòng anh. Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu thâm tình nói hết với cô, làm cho Nam Thiến ở đầu bên đây điện thoại nhịn không được đỏ mặt lên. Chồng của cậu đúng hay không? Tiểu Mỹ đột nhiên đứng bên cạnh hỏi, dọa Nam Thiến một cú sốc hơn. Hơn nữa không biết khi nào mới nãy nhóm đồng nghiệp đứng trước cửa công ty, nhưng toàn bộ trận địa đi vào bên cạnh của cô rồi. Nhất định mà, xem mặt của cậu hồng thành như vậy, còn vẻ mặt hạnh phúc. Wow, thật sự làm cho người ta hâm mộ, thật sự hâm mộ. Đồng nghiệp của cô cố ý ở bên người kêu to. Làm sao vậy? Đầu cái điện thoại khấu đoạt nghe thấy xôn xao. Không có gì, Nam Thiến nhanh chóng trả lời. Anh còn có việc sao? Không có việc gì, em muốn gác điện thoại. Chờ một chút, có việc. Khấu đoạt sợ cô cứ như vậy đem điện thoại cắt đi. Chờ anh một chút. Nhìn phía trước mắt hé ra từng khuôn mặt chờ đợi, Nam Thiến không thể nào không nói với khấu đạt ở đầu bên kia điện thoại. Sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người, năn nỉ, có thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại sao? Xem vẻ mặt cầu xin của cô, mọi người đành phải sờ sờ cái mũi, tự trở lại chỗ ngồi. Bất quá nhưng cũng đồng thời đem lỗ tai kéo dài qua lén, dù sao cũng hiếu kỳ ai cũng có. Này, anh nói chuyện là chuyện gì? Nam Thiến cầm di động ngồi tại chỗ, thấp giọng hỏi. Buổi tối cùng anh đi tham gia một yến hội được không? Nam Thiến à một tiếng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu loại sự tình này. Cô không biết nên trả lời hảo hoặc không tốt. Có thể chứ, cô trầm mặc làm cho anh lại lần nữa ra tiếng. Là vì không chuyện sao? Cô do dự. Một nửa, anh trả lời làm cho cô không được rõ ràng. Có ý gì? Vốn đơn thuần vì công tác, nhưng nghe nói ba của anh cũng phải đi. Cho nên vì làm cho ông ta có cơ hội không có gì ăn no rất nhàn anh. Anh hỏi cô. So với việc vắt óc suy nghĩ ra cách, không bằng để cho cô ra điều kiện có vẻ nhanh hơn. Dù sao anh đã hạ quyết tâm. Chỉ cần cô ý nguyện trở lại bên anh, mặc kệ anh muốn trả giá gì lớn lao, anh đều nguyện ý. Bất quá nói trở về, danh nghĩa tài sản của anh đều đã biến thành của cô. Anh còn có thể trả giá cái gì lớn hơn nữa đâu. Đây là vấn đề của tôi hỏi anh. Cô nói. Anh biết, nhưng anh không biết làm sao, nhưng anh không biết đáp án gì mới làm cho em vừa lòng, cho nên em trực tiếp nói với anh đi. Một chút, anh bổ sung, mặc kệ em yêu cầu cái gì, anh đều đáp ứng. Tuy rằng anh nói như vậy, mình có thể yêu cầu anh cái gì, yêu cầu là anh toàn tâm toàn ý yêu cô, không cho phép phản bội hôn nhân cùng tình yêu của bọn họ sao? Loại sự tình này, nếu yêu cầu là được, trên đời ly hôn sẽ không cao như vậy. Anh nghĩ ra không? Anh hỏi. Tôi không cần tiền của anh. Cô đột nhiên toát ra một câu. Khẩu đạt sừng sốt một chút,
dùng ánh mắt của cô không khỏi trở nên ôn nhu. Anh biết. Anh nói thêm, nhưng mà có rất nhiều phụ nữ muốn, cho nên chỉ cần tiền của anh hoàn toàn sở hữu của em, anh nghĩ ý nghĩ tiếp cận của anh với nữ nhân khác tự động giảm bớt. Anh muốn nói cho tôi biết, hết thảy đều là do phụ nữ kia chủ động, anh không sai. Nam Thiến nhìn anh nhíu mày, không tin anh sẽ nói ra lời phụ trách nhiệm như vậy, đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu đối phương. Không, lần này hoàn toàn là anh sai, là anh chần chừ, dùng tình không chuyên, định lực không đủ mới có thể làm phương hại đến em. Anh thật sự có lỗi, anh khiểm thanh nói. Chỉ có hại tôi thương tâm sao, còn đối phương? Cô nhịn không được hỏi, vui vẻ dùng sức hôn anh một chút rồi bước đi. Anh không thấy cô ta có chút nào thương tâm cả. Khấu Đạt tự giễu nhếch miệng cười. Ngốc sừng sốt một chút, cô lập tức giãi náy biểu tình. Thực xin lỗi. Chỉ thấy trên mặt anh trào phúng biểu tình trong nháy mắt biến mất. Thủ nhi đại chi là vô tận, nhu tình cùng cảm động, cùng với cảm giác không biết nên làm thế nào mới biểu tình bất đắc dĩ của cô. Đứa ngốc, anh thân thủ phủ nhẹ lên tóc của cô. Người lấy tiền của anh rồi rời đi cũng không phải là em. Em làm chi theo anh xin lỗi? Nam Thiến nghe vậy sừng sốt một chút. Nói cũng đúng, làm chi mà cùng anh xin lỗi? Phản ứng của cô hẳn là vui sướng khi gặp họa, cười nhạo anh xứng đáng mới đúng. Nhưng mà... không biết, chỉ là cô không thể sát muối lên chuyện của người khác, nhất là vết thương của anh. Em thật là ngốc, đại ngốc. Anh nỉ non, thời dịp cô ngẩn người hết sức lại lần nữa, cúi người hôn cô. Thời gian này như tạm dừng. Môi của anh phúc thượng của cô, nóng bỏng mà ôn nhu hôn cô, làm cho cô ấy loạn tình mê ỉ hướng anh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Đây là lần thứ ba anh hôn cô, đêm nay lần thứ hai. Âm thanh nhỏ vang lên, liên hồi bỗng nhiên làm cho cô bừng tỉnh, làm cho cô nhanh chóng lui về phía sau. Lại phát hiện ra chính mình cả người không biết khi nào đã rơi vào trong lòng anh, bị tuyên cáo chủ quyền của anh dường như vây quanh. Anh buông ra. Vẻ mặt của cô bừng cứng đầu, nhẹ nhàng dãy giụa, hoàn toàn không dám nhìn về bốn phía. Trời ạ, cô như thế nào đã quên nơi này là chợ đêm. Thế nhưng cùng anh trước mặt mọi người hôn anh. Trời ạ, đừng nhúc nhích. Anh đột nhiên thấp giọng cảnh cáo. Tôi muốn báo động. Cô có chút tức giận khi anh không chọn thời gian địa điểm. Càng tức khi biết mình tại sao lại dễ dàng để anh hôn đến mê muội. Em làm cho anh phản ứng sinh lý. Anh dán tại bên tai của cô thấp giọng. Một trận khí nóng bỏng bỗng nhiên theo ngược hướng ót. Nam Thiến cả người cứng đờ, đầu trống rỗng, không chỉ có tác động dãy giụa ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng đi dừng lại. Sau khi tất thảy tác động đều đình chỉ, cảm giác ngược lại càng sâu sắc, không chú ý tới chuyện phía trước, nháy mắt cảm nhận được toàn bộ sự hiện diện của anh, khao khát của anh, hô hấp của anh, phản ứng sinh lý cứng rắn của anh kề sát cô. Anh... thanh âm của cô nghẹn lại trong cổ họng, nơi này là chợ đêm đông đúc người, anh làm sao có thể, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Anh không quên chuyện tối hôm đó, anh muốn yêu em, vợ yêu à? Anh lại lần nữa thiếp tựa lên vai cô, khẽ khẽ nói thầm. Cô không tự chủ được, nuốt nuốt nước bọt trong miệng, cảm thấy toàn thân khô nóng đến chịu không được. Người đàn ông này thực sự đáng giận. Anh như thế nào có thể nói với cô như vậy? Tối hôm đó, nhớ tới chuyện tối hôm đó, cô rốt cuộc không nhịn được, run rẩy một chút. Run rẩy của cô làm cho ánh mắt của anh trở nên càng thêm nóng cháy. Anh đột nhiên chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô chạy về phía trước. Khấu Đạt! Thình lình xảy ra hành động đó khiến cho vẻ mặt của cô kinh ngạc, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh không lên tiếng trả lời, tiếp tục lôi kéo cô xuyên qua đám người ở chợ đêm, không ngừng mà chạy về phía trước. Anh rốt cuộc kéo cô đi đến chỗ nào? Phụ nữ dễ bị lừa. Không, có lẽ là nên đổi thành cô dễ bị lừa mới đúng. Nam Thiến đem theo ánh mắt quan sát khách sạn trang hoàng bên trong, chuyển qua mặt chồng ngủ say bên cạnh, vô thanh vô tức than nhẹ một tiếng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn sử dụng trò cũ thời dịp lúc anh ngủ say chạy trốn hay sao? Nhìn mặt anh ngủ say, cô mím môi tức tối. Người đàn ông này thực sự rất đáng giận, còn chưa nói rõ ràng, vấn đề cũng còn không có giải quyết, liền đem cô lên giường. Anh nghĩ như vậy là có thể xóa bỏ phẫn nộ cùng tổn thương của cô sao? Đáng giận, anh thật sự đáng giận. Mà nói ngược lại, cô có quá nghiêm khắc cự tuyệt tựa hồ có sai. Vì sao cô không ở lại khi phát hiện kế hoạch của anh? Nghiêm nghị nhanh chóng cự tuyệt, dùng sức đem anh đẩy ra, quát anh muốn vào khách sạn, mắc gì kéo thêm cô vào. Trừng mắt nhìn anh ngủ say, cô càng nhìn càng cảm thấy tức giận, rốt cục nhịn không được, thân thủ giáng một cái tát lên mặt anh. Bốp! Chuyện gì vậy? Anh phút chốc bừng tỉnh trợn mắt. Có mũi, cô nói. Phải không? Vẻ mặt anh ngơ ngác, không tỏ ra nghi ngờ gì, lại lần nữa nhắm mắt lại.
Nhìn anh ổn ngủ, Nam Thiến nhịn không được ngứa ngáy, ở trên gương mặt của anh hạ xuống một cái tát. Trong nháy mắt anh lại mở mắt ra, phản ứng lúc này bất đồng lúc nãy. Lúc này anh ánh lên án nhìn chằm chằm cô. Em đánh anh? Không có nha, em đánh mũi. Cô trợn mắt nói dối, em gạt anh. Anh không nghe thấy tiếng mũi bay. Anh chỉ chứng cứ rõ ràng. Phải không, có thể là tiếng điều hòa quá lớn, cho nên anh mới không nghe thấy. Cô nhún vai, nói dối mà mặt không đỏ, không khi xuyện gì. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Cô khó có thể mở to hai con mắt. Khi đang nghĩ anh còn muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy anh đột nhiên mở miệng. Trên mặt của anh hẳn là có con mũi, đánh đi. Anh nhắm mắt lại, nhận mệnh nói. Trừng mắt nhìn anh, Nam Thiến hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi anh nói như vậy, cô kêu như thế nào, rảnh tay, đánh anh cho được. Trọng yếu nhất là cô không muốn cho anh toại nguyện, như ý của anh. Nghĩ đến nhẹ nhàng mấy cái tát, có thể xoa được tổn thương đối với cô sao? Không có, cô dỗi nói. Sau đó lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại ngủ. Phía sau một trận xôn xao, thân thể anh ấm áp, rắn chắc mà trần trụi, đột nhiên leo lên lưng của cô, ôm lấy. Một bàn tay phía dưới luồn qua hông, mềm mại đặt trên lưng của cô, đem cô vòng tiến vào lòng. Anh yêu em, vợ. Anh nói, cô trầm mặc chống đỡ. Thực yêu em nha. Anh còn nói. Cô tiếp tục trầm mặc. Yêu em như núi cao biển sâu. Anh không ngừng cố gắng nói. Cổ họng cô không hề phát ra tiếng nào. Tận đến khi là ngày tận thế của trái đất, cũng yêu em. Anh tiếp tục. Chỉ nói suông mà không làm gì cũng vô dụng. Sợ lại làm cho anh múa mép khuya môi. Chính mình nhịn không được ra tiếng cười. Nam Thiến giả bộ lãnh đạm mở miệng. Phía sau anh đột nhiên một giọng trầm mặc. Ý em là muốn anh không cần nói, mà làm sao? Anh im lặng một chút, thở ra một tiếng. Nam Thiến không đáp lại, quyết định nếu ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, cô vẫn phải nói cho anh. Cô về sau liền thật sự không để ý tới anh. Anh đã biết. Kế tiếp anh đột nhiên đặt tay trên người cô rời lên trên, mềm nhẹ bao lại bộ ngực của cô, bắt đầu tiếp tục âu yếm vuốt ve. Anh đang làm sao? Thanh âm cô phút chốc ngưng tụ lại. Không thể chỉ nói suông, cho nên anh yêu em. Một bên hôn môi cô cùng gáy mẫn cảm của cô, một bên thì thào trả lời. Em không có ý này, anh nhanh chút dừng tay. Nam Thiến nghiêm khuôn mặt đỏ lên, dãy dụa kêu. Không được, trừ bỏ biểu hiện cuộc sống hàng ngày, đương nhiên cũng muốn biểu hiện trên giường. Anh quả quyết cự tuyệt, hai tay đặt trên người cô, đôi môi đồng thời càng không ngừng dao động, khiêu khích khiến những chỗ mẫn cảm trên người của cô. Một lần thân thiết trước, đã bỏ hết quần áo che đậy trên người của bọn họ. Nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng lên cao, cùng với tiếng nhịp tim dồn dập tạo sức nóng bên trong vô. Còn có dục vọng giống như anh, làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thủ muốn ngăn cản lại bất lực. Vợ yêu tuy rằng về nhà, nhưng Khấu Đạt lại phát hiện hết thảy tất cả đều trở nên không giống với trước đây. Cô không hề mỗi ngày chỉ ở nhà, khuôn mặt tươi cười nghênh chờ anh trở về nhà. Bởi vì cô có công tác, cô cũng không lại chịu mệt nhọc thay anh chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, sửa sang lại nhà cửa. Bởi vì người lĩnh lương như cô luôn so với ông chủ tự do như anh ra ngoài sớm hơn, càng có nhiều việc, càng mệt thêm. Sau đó, cô lại càng không giống anh đi xã giao về nhà. Thay anh rót nước trà, khăn mặt, thân thiết hỏi anh có khỏe không, có mệt hay không, có đói bụng chưa. Bởi vì trước khi anh về nhà, cô đã ngủ trước. Tức giận sao? Thất vọng sao? Cảm thấy cô không nên như vậy đối đãi với anh. Muốn phát hỏa, oán giận sao? Anh căn bản là không có quyền oán giận, bởi vì hết thảy đều là anh do gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ai kêu anh trước kia không hiểu quý trọng, hiện tại mới hối hận đã không còn kịp. Hiện tại anh phải làm như thế nào, tìm về người vợ trong trí nhớ luôn tươi cười, chịu mệt nhọc lại ôn nhu hiền thục đến ngây ngốc. Phải làm thế nào để khiến cho cô từ công tác, chuyên tâm đem lực chú ý cùng thời gian đều lưu cho anh như cái nhà này. Người đàn ông vì sao đợi cho mất đi xong mới hối hận. Anh đột nhiên nhớ tới mẹ vợ từng hỏi qua anh vấn đề này. Anh hiện tại cũng rất muốn tìm tới cá nhân hỏi. Ai? Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện vợ bận rộn ra ngoài. Trên bàn cơm trống rỗng, trong phòng cũng im ắng. Khấu Đạt rốt cục hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải biện pháp làm cho cô khôi phục cách sống vừa kết hôn một tháng kia. Anh vô cùng quý trọng tình yêu lúc đó, anh thề với trời. Về phần muốn làm như thế nào, vậy Hảo Hảo suy nghĩ một chút. Thình lình xảy ra một âm thanh gây ra sự chú mục. Nghe thấy mọi người không tự chủ được tìm theo tiếng nhìn lại, Nam Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian tan tầm, trên đường xe đông như nước chảy. Một chiếc xe BMW xuất khí hưu lữ đứng ven đường cái, cửa xe mở ra, một người đàn ông anh tuấn đi xuống xe. Ánh mắt phụ nữ bốn phía nháy mắt đưa sáng bừng lên, sau đó liền thấy anh ta vẫy tay dương giọng, "Vợ, nơi này."
vợ, hóa ra ai đó muốn chết hy vọng. Không dự đoán được Khấu Đạt sẽ xuất hiện ở đây, Nam Thiến thực sự sửng sốt một hồi lâu, lúc sau mới hoài nghi đi ra phía trước. Anh làm gì ở đây vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Tới đón em tan tầm. Anh mỉm cười, mở cửa xe, ôn nhu đem cô vào trong lòng. Lại đóng cửa xe lại, ngồi lại chỗ điều khiển xe. Gần đây công tác không có việc gì sao? Cô hoài nghi nhìn anh, khi hai người bọn họ cùng một chỗ, trong trí nhớ của cô, anh vẫn đều bề bộn nhiều việc, ngay cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ. Cũng có, anh trả lời, vậy làm sao có thể rảnh mà tới đón em? Cô hơi nhướng mày. Dù việc làm bận cũng phải về nhà cùng vợ ăn cơm nha. Nhìn cô một cái, anh nói giỡn, Nam Thiến sửng sốt một chút. Không nói gì mà nhìn lại, không biết anh nói thật hay là cùng cô nói giỡn. Tại sao không nói lời nào, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của buổi tối. Thực xin lỗi vợ. Khấu Đạt thở dài. Cái anh gọi ăn no rất nhàn là ý gì? Ông ta còn không có buông tha cho. Buông tha cái gì? Anh bất đắc dĩ than nhẹ. Buông tha đem chồng của em giới thiệu với các danh môn thục nữ, đại ngốc. Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc khi không ở bên chồng, thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh. Rất nguy hiểm, trước đây cô như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua lại sự tình này. Với lịch sử của Khấu Đạt, rất hiểu có người phụ nữ muốn lấy anh. Hơn nữa, ở giữa còn có một ông bố hay gây khó dễ. Cô có đem lại hạnh phúc cho anh quay đầu cùng được sùng ái, vì sao không nắm chắc hết thảy hạnh phúc, còn rụt rè làm bộ làm tịch. Thật sự không thể xem nhẹ, phải cảnh tỉnh. Được, em đi cùng anh. Cô trả lời, chợt nhíu mày. Nhưng quần áo của em hôm nay mặc không thích hợp để tham dự yến hội đêm nay. Điểm ấy em không cần phải lo lắng, chuyện quần áo do cho anh là được. Anh nhanh chóng nói, sợ như cô vì một lý do này mà thay đổi quyết định, làm cho cô có điểm muốn cười. Yến hội mấy giờ bắt đầu, cần em tăng ca sớm không? Cô hỏi. Anh suy nghĩ chốc lát, em có thể xin phép sao? Nếu có việc là có thể. Như vậy anh 4 giờ đi đón em được chứ? Được. Anh đột nhiên trầm mặc một chút, sau đó thâm tình ôn nhu nói, vợ, cảm ơn em, còn nữa, anh yêu em. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam Thiến không tự chủ mỉm cười. Mới buông di động, đám đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà liền nhàn đến hỏi việc gì, lập tức vây quanh cô, người một lời ca tán tỉnh thỉnh giáo các chị chồng, khiến cho cô dở khóc dở cười, chỉ kém không kêu cứu mạng. Thật hy vọng lão bản nhanh một chút về nhà nha. Nhìn Khấu Đạt thoải mái tung tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên làm việc. Nam Thiến cũng mệt không có khí lực ngăn trở. Từ trước 4 giờ rưỡi, đi vào gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương. Lưỡi sán hoa sen rực dây dưới, thử qua hết bộ quần áo này tới bộ quần áo kia. Bọn họ nói cho cùng thoải mái, mặc thử không nhất định phải mua. Mặc thử lại không cần tiền, cho nên anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử. Sau đó mặc danh kỳ diệu, mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giày dép. Hai chữ ướm thử cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về. Cô đương nhiên là có thử ngăn cản hành động cũng như nổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh tự hồ đã sớm chuẩn bị 100 lý do thuyết phục cô. Cái váy này ngắn quá, khi cô soi mói như vậy, anh sẽ nói chân của em đẹp như vậy, giấu giếm rất đáng tiếc. Anh muốn người khác đều hâm mộ vợ anh. Vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi. Cái này rất hở hang. Khi cô lấy cớ này, anh còn nói, vậy sao, anh cảm thấy em mặc vào rất là đẹp, hơn nữa ngẫu nhiên đổi hình tượng có sao đâu, em không biết sao vợ. Màu sắc cái này em không thích, nhưng anh là thật thích nha, em có thể mặc ở nhà cho anh xem thôi. Kiểu dáng này em không thích, ngẫu nhiên thử một chút, hình thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá nha. Nhưng mà cô cuối cùng rõ ràng trực tiếp chỉ ra, em chỉ là muốn đi tham gia một yến hội thôi mà, căn bản là không cần mua nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo của em đều có đẹp lắm, ở nhà ra ngoài đều thích hợp, huống chi lo trước khỏi họa. Ai biết lão nhân ngày nào đó lại giở trò cũ đáng ghét, đến lúc đó quần áo liền được dùng. Cho nên lão bản nương, có tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày nữa, rồi linh kiện cần thiết, chúng ta đều phải muốn. Anh nói xong liền đưa thẻ bạch kim ra, cô còn có thể nói cái gì? Không lời nào để nói, thật sự không lời nào để nói. Anh thay cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến toe toét. Thay bọn họ đem từng cái túi quần áo chuyển lên xe xong, bọn họ rốt cục xuất phát đi tới nơi yến hội. Đó là một vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh. Ban đêm đèn đúc sáng trưng chiếu xuống có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa. Nhưng so với bên trong, biệt thự trang hoàng cùng bố trí kim quang, lòe lòe khoa trương, ngoài phòng hết thảy liền có vẻ bình thường hơn.
Nam Thiến thật cố gắng lắm, mới giúp mình giấu giếm bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối, miễn xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thật là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc suy nghĩ cái gì, mỗi trong nhà biến thành khách sạn 5 sao, thật sự có vẻ thoải mái ư? Em suy nghĩ cái gì vậy? Khấu Đạt hỏi thình lình làm cho cô nháy mắt hoàn hồn. Không có. Cô vội vàng lắc đầu. Biểu tình của em không phải như vậy nha. Anh có vẻ nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Biểu tình của em? Biểu tình của em nói cái gì? Cô lo lắng lấy tay sờ lên gương mặt. Nó đang nói có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự là lãng phí tiền. Nam Thiến khó có thể tin trong nháy mắt mở to hai con mắt, cứng họng nhìn anh. Có tật giật mình như vậy sao? Chồng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường, không phải sao? Khấu Đạt mỉm cười. Không nhịn được, khuynh thân hôn cô một chút. Cô thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn xuống quanh trái quanh phải, chỉ sợ màn làm người ta thẹn thùng rồi bị người khác nhìn thấy. Em đang làm gì? Khấu Đạt buồn cười hỏi. Nam Tiến không trả lời, bởi vì cô phát hiện một không, ít nhất có hai cô gái lấy ánh mắt đối địch vô cùng đố kỵ, trừng mắt nhìn cô, bốn mắt giao tiếp, các nàng nhưng lại không hẹn cùng nhau đi hướng này, làm cho cô không tự chủ được trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Làm sao vậy? Chú ý tới trên gương mặt của cô có một chút thay đổi, Khấu Đạt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cô không có trả lời, chính là lặng lặng nhìn theo ba cô gái đang đi về hướng mình. Xem, cô đã nói ít nhất có hơn hai đi, anh mị lực thật là lớn. Chú ý tới ánh mắt của cô, Khấu Đạt quay nhìn lại, lập tức nhíu mày. Ba cô gái kia dường như đồng thời đi vào trước mặt vợ chồng bọn họ. Hai, Khấu Đạt, đã lâu không thấy. Cô gái đứng bên trái nói. Hai, Khấu Đạt. Cô gái đứng ở giữa chào hỏi. Hai. Cô gái đứng bên phải nói, trên gương mặt mang theo mị hoặc cười tươi. Nam Thiến bất động thanh sắc đứng tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt như thế nào, cùng với giới thiệu của cô với anh là quan hệ như thế nào với ba đại mỹ nữ. Chính là cô vạn vạn không nghĩ tới, anh so với cô càng gặp nguy không loạn, như núi Thái Sơn phủ băng mà mặt không đổi sắc. Đầu tiên anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, giữ lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn cô mỉm cười xong, ngẩng đầu lên đối mặt với các cô gái trước mắt. Hai, đã lâu không thấy. Anh hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Đây là vợ thân yêu nhất của tôi, Nam Thiến. Vợ, vị này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha anh 500 vạn để chia tay anh. Vị này là Lý Khang Nghi, cũng lấy 500 vạn. À, về phần vị này, à thật có lỗi, tôi đã quên tên của cô rồi. Cô ta có vẻ chịu thiệt một chút, bởi vì là bị ba nhìn chúng mối quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được. Khấu Đạt giới thiệu đôi bên, phương thức giới thiệu không lưu tình chút nào thẳng thắn, làm cho Nam Tiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng lên tiếng. Chồng, anh nhẹ giọng kêu to. Ừ, anh mỉm cười cúi xuống xem cô. Chuyện gì? Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh. Phương thức giới thiệu này có thể hay không rất mực. Em gọi là Trương Ái Ninh. Cô gái bị quên tên không cam lòng, bị vắng vẻ mở miệng. Tứ thiếu gia, tuần trước chúng tôi mới thấy qua mặt nha, nhưng lại không chỉ một lần. Anh thật sự là xác minh câu nói quý nhân hay quên việc. Chuyện không chỉ gặp qua một lần, tôi đương nhiên là nhớ rõ, bởi vì cảm giác không chịu nổi, chán ghét này rất khó quên được. Nếu cô đã từng không thích người khác dây dưa, nên biết. Khấu Đạt thong thả nói tiếp. Chỉ thấy cô gái tên là Trương Ái Ninh, sắc mặt nhất thời trắng đi một mảng, rất phấn khích. Tiếp theo liền giận, không thể át chừng mắt, nhìn cho vợ chồng bọn họ một cái, không nói hai lời liền đá đầu rời đi. Một người đi rồi, còn lại hai người. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Khấu Đạt nhìn về phía Trần Vĩnh Tiệp, vẻ mặt giống như ngàn vạn lời muốn nói. Khấu Đạt, em lúc trước nhận lấy tiền của cha anh thì thật là bất đắc dĩ. Như là luôn luôn chờ đợi anh đem lực chú ý đặt trên người mình, Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu xin mang đến điểm đáng thương. Cái này tôi biết. Anh lại xuất hồ ý liêu ngoại trả lời. Anh có biết? Cô ta trong mắt lập tức phát hiện một chút hy vọng. Bởi vì cô thua lỗ gần 200 vạn trái phiếu, bất đắc dĩ thôi, mà cô còn lại muốn đầu tư cổ phiếu, cần bổ sung thêm về tài chính, chuyện đó tôi đều biết, cho nên tôi mới không thể trách các cô, không phải sao? Bởi vì ngay lúc đó các cô thực sự cần tiền. Trần Vĩnh Tiệp cùng Lý Khang Nghi, hai người thân thể đồng thời cứng lại, không nghĩ tới anh đều biết tất cả. Nhưng anh vừa rồi có phải hay không nói? Anh cũng không có trách ý gì cả. Như vậy, em đến bây giờ còn yêu anh, Khấu Đạt. Lý Khang Nghi giành trước bật thốt lên. Em cũng vậy, Khấu Đạt, trừ anh ra em không thể yêu người đàn ông thứ hai.
Trần Vĩnh Tiệp đi theo xông tới. Hai nàng vừa nói xong, lập tức nhìn chằm chằm đối phương. Nam Thiến trầm mặc đứng ngay tại chỗ, nhìn thân quỷ dị hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại là như thế nào? Cô là vợ chính thức, chẳng lẽ người vô hình hay sao? Các nàng hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của cô. Hướng chồng của cô thổ lộ tình yêu, đã thế còn trình diễn tiết mục tình định gặp nhau, có thể hay không rất buồn cười. Vợ, mặc kệ các cô ấy nói gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em, hiện tại cùng tương lai đều giống nhau. Khấu Đạt đột nhiên cúi đầu, thân tình chân thành dừng của cô, nói xong thuận thế khuynh thân hôn luôn cô một cái. Không nghĩ tới anh sẽ phản ứng như vậy, Nam Tiến không chủ động được đỏ mặt, sau đó thấy hai cô gái kia nháy mắt đỏ bừng, sống chết chừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Chồng, em đói bụng rồi. Cô mở miệng nói, không nghĩ lại ở trong này, cùng hai nữ nhân kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đáng giận, anh đã quên mất em còn chưa ăn tối, em hẳn là còn sớm nhắc nhở anh. Khấu Đạt thấp rửa một tiếng tự trách nói, đi, anh mang em đi ăn cái gì? Nói xong lập tức ôm cô hướng đến khu để cơm, hoàn toàn để quên hiện trường còn hai nữ nhân khác tồn tại. Nam Thiến có điểm vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ anh thật sự không cần hai cô gái kia, trong mắt chỉ có cô. Đi vào khu tiệc đứng mới ăn có chút gì, liền không ngừng có người biết Khấu Đạt đi tới chào hỏi, làm cho cô có điểm gì đó vô thố. Nhưng anh lại không hề e dè ôm thắt lưng của cô, gặp người liền giới thiệu với cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hại cho cô trên mặt thủy chung đỏ bừng. Ba anh quả nhiên cũng tham dự yến hội này, ông ta tiến đến cùng con chào hỏi, lại hoàn toàn không nhìn thấy con dâu. Hơn nữa là tựa như Khấu Đạt lúc trước nói, chỉ cần tìm cơ hội liền thay anh giới thiệu với danh môn phụ nữ, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Thương tâm sao? Không, cô ngược lại cảm thấy buồn cười thì đúng hơn. Bởi vì Khấu Đạt luôn luôn tồn tại bên cô, hồ nháo, lập tức đối với cô động tay động chân, lập tức đối cô kề tai nói nhỏ lặng lẽ, lập tức cùng đối phương trang phục, liều mình tán dương vợ là có bao nhiêu ưu điểm. Hại cô đứng một chỗ bên xấu hổ lại cảm thấy buồn cười. Nhưng rồi người xấu hổ là cha anh, không chỉ xấu hổ, căn bản là bị cho anh làm tức giận đến sắp học máu, hại cô lo lắng gần chết. Tóm lại chỉ một buổi tiệc thôi, làm cho cô so với việc đi trực ban ngày còn mệt mỏi hơn. Bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu được gì, ít nhất xác định một sự kiện, đó là trong mắt và trong lòng anh chỉ có cô mà thôi, thật vui vẻ. Buổi sáng tỉnh lại, chồng bên cạnh còn ngủ, Nam Thiến thành thói quen được giữ anh trong người, loại cảm giác này nó không